chương 3120, Thiên Tôn ký hiệu 1. Trước đó cử động của Lăng Hàn chính là hành vi đốt đèn, đương nhiên phải lập tức dừng lại. Bang, giữa thiên địa có lôi đình chấp động, oanh kích về phía hắn. Thiên Tôn, bị thiên địa ghen ghét, cho dù không làm gì cũng sẽ có thiên kiếp rơi xuống, điều này đại biểu một loại thái độ của thiên địa. Lăng Hàn đứng trang nghiêm, mặc cho thiên địa oanh kích, hắn nội thị bản thân, ở trong thức hải, xuất hiện một ký hiệu tàn phá. Cái ký hiệu này cùng lúc trước tiên ma kiếm tấn cấp nổi lên văn tự có chút giống, nhưng tựa hồ lại có khác nhau, hiện tại Lăng Hàn không người có thể hỏi, cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Hắn không nhìn thiên kiếp, mà ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Cái ký hiệu này là thời điểm hắn đột phá thiên tôn mới xuất hiện, hẳn là rất có ý nghĩa. Hắn thử hấp thu lực lượng giữa thiên địa, lập tức, ký hiệu này phát sáng, để tốc độ hấp thu lực lượng thiên địa của hắn tăng lên mười mấy lần. Cùng trước đó trên thân tiên ma kiếm xuất hiện ký hiệu, tác dụng là giống nhau. Lăng Hàn lại vận chuyển ký hiệu trước đó, để những ký hiệu này chung một chỗ phát sáng, lập tức tốc độ hấp thu lực lượng thiên địa tăng lên cao đến 32 lần. Ký hiệu càng nhiều, tốc độ hấp thu lực lượng thiên địa càng nhanh. Khi thiên kiếp biến mất, Lăng Hàn lập tức phát hiện, lực lượng thiên địa trở nên vô cùng suy yếu, giống như có như không, miễn cứng có thể dùng tới tu luyện, nhưng muốn rút ra đối địch lại hoàn toàn không thể nào. Đây là hai đại vị diện va chạm sinh ra áp chế, muốn không nhận giảm áp chế này vậy thì phải đi tầng thứ hai. Lang Hàn trước không vội đi tầng thứ hai, hắn đi trước tìm nữ hoàng, hỏi nàng thời điểm đột phá có phát hiện một ký hiệu vỡ vụn hay không. Nhưng mà, nữ hoàng lại lắc đầu nói không có. Kỳ quái, vì cái gì nữ hoàng không có. Lăng Hàn lại đi tìm Chu Nham, ký hiệu vỡ vụn, Chu Nham đầu tiên là sướng sờ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Lang Huynh, người thật sự là nghịch thiên, nói thế nào, Lăng Hàn bị hắn nói làm cho giật mình sướng sờ. Người biết, đối với thiên tôn mà nói chân quý nhất là cái gì không chu nham không trả lời mà hỏi lại là cái gì lang hàn hỏi chẳng lẽ là những ký hiệu này sao chu nham gật đầu ngươi nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng nhiều tốc độ tu luyện liền càng nhanh bởi vì đây thật ra là cầu nối hoặc con đường câu thông lực lượng thiên địa con đường của ngươi càng nhiều thu hoạch tự nhiên càng lớn hắn sững sờ lại bắt đầu hít một ngụm lang huynh ngươi nói những ký hiệu này t chẳng lẽ ngươi ngoại trừ ký hiệu này ra còn nắm giữ ký hiệu khác. Lăng Hàn cũng không gạt hắn nói, ta có một kiện Thiên Tôn bảo khí, ở thời điểm thành đạo từng hiển hóa ra. Ngươi thật đúng là đại vận khí a, Chu Nham vô cùng cảm khái, nói như vậy, chúng ta có thể lấy được Thiên Tôn ký hiệu bình thường đều là từ Thiên Tôn bảo khí mà đến, nhưng dạng đạt được ký hiệu này đều là liên miên bất tận, bởi vì đều là phệ kim thiết hấp thụ đầy đủ tiên kim, phóng ra một bước cuối cùng. Lăng Hàn gật đầu, còn đường tấn thăng của phệ kim thiết đều giống nhau, thật giống như một tông môn các đệ tử tu công pháp đồng dạng. Cho nên, từ xưa tướng truyền thiên tôn ký hiệu hết thảy có bảy viên, đây cũng là vì đại đa số thiên tôn nắm giữ. Nhưng mà, có thiên tôn yêu nghiệt lại có thể ở trong quá trình tu luyện dài dằng dặc lục lọi ra càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Chu Nham nói, bất quá, cái này ít nhất phải là tam bộ thiên tôn mới có thể làm được. Giống như Lam Huynh, vừa đột phá thiên tôn liền tự hành hiển hiện, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chu Nham tràn đầy hâm mộ, tự hành mộ ra thiên tôn ký hiệu mới cực kỳ thích hợp bản thân, tăng lên hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa, thiên tôn ký hiệu còn có thể ở thời điểm đối địch dùng đến, ngưng tụ lực lượng thiên địa, phát huy ra uy lực. Tuyệt đối kinh người, lang hàn A à một chút, vì sao lúc trước hắn không có cách nào vận dụng những ký hiệu kia đối địch. Ân, đó là bởi vì hắn còn không phải thiên tôn, không có biện pháp điều động lực lượng thiên địa. Lang huynh, thiên tôn ký hiệu quan hệ vô cùng to lớn, đối với bất luận một thiên tôn nào mà nói đều là tràn đầy sức hấp dẫn, cho nên, ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật của mình, nếu không coi như ngươi vì nguyên thế giới làm ra cống hiến to lớn, nói không chừng cũng sẽ có người có chú ý với ngươi." Chu Nham nghiêm nghị nói. Lang Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ thiên tôn ký hiệu này còn có thể rút ra? Chu Nham gật đầu, "Gặp gỡ thiên tôn cao dai, sinh sinh luyện hóa ngươi, có mấy phần khả năng để luyện ra thiên tôn ký hiệu." "Chu huynh sẽ không cũng động tâm chứ?" Lang Hàn nói đùa, Chu Nham lại nhẹ gật đầu, "Không nói gạt ngươi, ta thực sự động tâm." nhưng ta còn không có mất lý trí, đi sát hại một vị anh hùng như vậy. Lại nói, ta cũng đánh không lại ngươi, Lăng Hàn cười to, ra hỏa này kỳ thật rất có ý tứ. Chu Huynh, đa tạ, Chu Nham gật đầu, yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Ta tin tưởng Huynh, Lăng Hàn trở lại chỗ ở, nói sự tình liên quan tới thiên tôn ký hiệu cho nữ hoàng biết. Vì cái gì tất cả mọi người ngưng tụ rất nhiều lực lượng vị diện, nhưng lúc nữ hoàng đột phá không có hình thành thiên tôn ký hiệu nguyên nhân khả năng có hai, một là ngươi ngưng tụ lực lượng vị diện còn chưa đủ nhiều, hai là chiến lực của ngươi còn không đạt tới. Lăng Hàn phỏng đoán, Chu Nham nói, ít nhất phải tam bộ thiên tôn mới có thể lục lọi ra. Chiến lực của ngươi chỉ có nhị bộ, ta lại là tam bộ, khả năng này chính là nguyên nhân. Nữ hoàng gật đầu, vậy nàng liền nhìn xem, đợi dảo bước tiến lên nhị bộ, chiến lực của nàng tuyệt đối có thể địch nổi tam bộ, đến lúc đó sẽ có thiên tôn ký hiệu tự hành hiển hiện hay không. Lăng Hàn làm một cái so sánh, hắn tùy ý triệt tiêu một viên thiên tôn ký hiệu đạt được từ tiên ma kiếm, hắn rút ra lực lượng thiên địa hiệu suất hạ xuống đến 25 lần, nhưng mà hắn triệt tiêu thiên tôn ký hiệu vừa mới nắm giữ kia, hiệu suất chỉ hạ xuống đến 11 lần. Tranh lệch, vô cùng rõ ràng, quả nhiên, thích hợp bản thân mới dùng tốt nhất, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giá trị của thiên tôn ký hiệu, chỉ cần số lượng đủ nhiều, tốc độ tu luyện có thể gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần mà tăng lên. Trường 3121, Thiên Tôn Ký Hiệu 2 Tốc độ tu luyện của đám người Tân Khí Hổ, Lâm U Liên nhanh như vậy, có phải bọn hắn nắm giữ rất nhiều Thiên Tôn ký hiệu hay không? Lang Hàn thì thào, như vậy ta muốn vượt qua bọn hắn, liền cần nắm giữ càng nhiều Thiên Tôn ký hiệu. Hiện tại, tốc độ tu luyện của hắn cũng không bị Thiên Tôn ký hiệu ảnh hưởng, bởi vì hắn vẫn chỉ là Nhất Bộ, lực lượng đã có thể từ thiên địa rút ra, nhưng càng nhiều hơn là đến từ trong cơ thể. Nhưng mà, hắn đã tới Nhị Bộ, vậy tu luyện chính là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới vậy cũng chỉ có thể dựa vào thiên tôn ký hiệu đến gia tốc đi tầng không gian thứ hai lang hàn quyết định rời đi ở chỗ này hắn cùng nữ hoàng nhận lấy thiên địa áp chế chẳng những ảnh hưởng chiến lực còn có tốc độ tu luyện của bọn hắn nữ hoàng đương nhiên sẽ không phản đối như yêu nữ cũng quyết định cùng bọn hắn chung một chỗ thế là ba người liền đi thiên su báo cáo chuẩn bị sau đó liền đi tầng không gian thứ hai thiên tôn cao dài đi không gian đê dài sẽ bị thiên địa nhầm vào nhưng trái lại thì không bởi vậy tầng không gian thứ hai kỳ thật cũng không chỉ có nhất bộ thiên tôn, cũng có chuẩn thiên tôn, tiên vương tầng 9, chỉ là số lượng ít hơn rất nhiều. Có chút tiên vương tầng 9 ở chỗ này lịch luyện, cũng có thể nói là gan lớn không sợ chết, có chút là tùy tùng của thiên tôn, chủ nhân đi đâu, bọn hắn tự nhiên cũng phải theo tới đó, nói không chừng cũng có thể dảo bước tiến lên thiên tôn vị. Lăng Phi phàm suy nghĩ một phen, cũng mang theo nàng dâu đi tới tầng thứ hai, nơi này có lão tử còn có lão gia tử, an toàn, đáng tin một đoàn người Lăng Hàn đi thiên su báo danh, mỗi người phân phối đến một gian trụ sở đơn sơ. Biết được Lăng Hàn tới đây, bọn người kỳ vô danh, hỏa phù dung nhau nhau sang đây thăm hắn. Tốt người A, à, trước đó vẫn còn giả bộ phế nhân, không nghĩ tới lập tức liền sáng tạo ra chiến tích vạn cổ không có. Tất cả mọi người cười nói, Lăng Hàn thực biết giả, còn để bọn hắn cảm khái hồi lâu, không nghĩ tới đều là giả vờ. Lăng Hàn cười ha ha, liên tục bồi tội, mà đại anh hùng của tầng không gian thứ nhất tới đây, cũng đã dẫn phát tầng thứ hai náo động lớn, tuyệt đại bộ phận người đều biểu thị bội phục, tất nhiên vẫn có ít người hiện lên tâm tư đố kỵ. Bọn hắn vốn là nhân vật ở tầng thứ hai này độc lĩnh phong tao, bây giờ lại bị một người mới đoạt đi danh tiếng, để bọn hắn làm sao cam tâm. Nếu đổi lại là vị diện cấp thấp, có thể thành tựu thiên tôn đều là kinh lịch mấy kỷ nguyên ma luyện, tâm cảnh ổn định, nhưng nơi này là viêm xương vị diện, tốc độ tu luyện của mỗi người đều nhanh hơn nhiều, nhất là siêu cấp thiên tài. Giống như tân khí hổ, Lâm U Liên đều là vài ức năm liền trở thành thiên tôn, tâm tính của bọn hắn lại sẽ ổn định sao? Có lẽ có người làm được ổn, nhưng càng nhiều người lại là tuổi nhỏ đắc chí, có mau bệnh của người tuổi trẻ, cái kia chính là kiêu ngạo. Bởi vậy, có người đố kỵ Lăng Hàn chính là chuyện rất bình thường. Lăng Hàn cũng mặc kệ, hiện tại hắn chỉ muốn tăng tu vi lên. Nơi này có thể hảo hảo tu luyện, hắn ở trong thức hải hiện ra thiên tôn ký hiệu, rút lấy lực lượng thiên địa không ngừng rèn luyện bản thân. Không không, cuộc sống yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu vẻn vẹn chỉ sau một tháng đại quân cuồng loạn đánh tới cảnh báo vang lên lăng hàn lập tức xuất động giống như tầng thứ nhất có người canh giữ ở trên tường thành có thì ở dưới tường thành phần lớn người đã tế ra thiên tôn bảo khí bày ra xu thế toàn lực ứng phó lăng hàn không khỏi cảm khái thiên tôn thật đúng là nhiều liếc mắt nhìn qua mười mấy vạn là chỉ ít những cái này đều là thiên tôn tuyệt đối không phải rau cải trăng ha suy nghĩ một chút nơi này cơ hồ hội tụ thiên tôn của toàn bộ nguyên thế giới số lượng đạt tới mười mấy vạn tự nhiên cũng không có gì ly kỳ mặc dù nghĩ như vậy nhưng bỗng nhiên nhìn thấy nhiều thiên tôn như vậy lăng hàn vẫn dâng lên một loại cảm giác như mộng ảo oanh đại địa chấn động đại quân cuồng loạn đã đánh tới có chạy trên mặt đất có bay trên trời cuồng loạn vẫn còn có chút sức sáng tạo tạo vật cổ quái kỳ lạ nhưng có một đặc điểm chung cái kia chính là nhiều có chân đặc biệt nhiều có thì con mắt đặc biệt nhiều còn có đầu đặc biệt nhiều vô cùng cổ quái nhưng mà thời điểm những quái vật này tới gần tường thành vẫn không có khởi động cũng không có sóng ánh sáng hiu 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 đánh ra trước chém rụng một nhóm quái vật từ tầng thứ hai bắt đầu tường thành cũng chỉ là tường thành Lăng kiến tuyết đứng ở bên cạnh hắn giải thích cho lão tử thành phòng không cách nào phát huy ra chiến lược của nhất bộ thiên tôn bởi vậy trọng điểm ngay ở kháng đánh đại môn nơi đó sẽ mở ra thả một chút quái vật vào thành chúng ta liền mở ra một cái túi trước tiêu diệt chúng nó. Lăng Hàn gật đầu, nơi này chỉ có mười mấy vạn thiên tôn, nhưng nhìn số lượng quái vật đầy khắp núi đồi, làm sao cũng có năm sáu mươi vạn A. À. Nếu như ở trên mặt đất trống trải tiến hành kịch chiến, không nói thất bại, nhưng xem như thắng, vậy cũng chỉ là thắng thảm. Đối với cuồng loạn mà nói, nó lần nữa sáng tạo một chi đại quân cần bao lâu. Cho nên, không thể không có đầu óc liều mạng, ngay trong lúc nói chuyện, đại quân cuồng loạn đã bắt đầu công thành. Bang, có cự nhân to lớn 18 mắt múa hai tay, ném ra hòn đá to lớn, phụ lên thiên tôn chi lực, bành, hòn đá nện ở trên tường thành, lập tức để tường thành xuất hiện một khe hở. Cái này không có việc gì, nhưng cự nhân 18 mắt giống như vậy còn có rất nhiều, nhao nhao ném đá, muốn sinh sinh đạp nát tường thành. Bên viêm xương vị diện đương nhiên sẽ có đối sách, có cường giả ở trên tường thành mở cung, bắn ra từng đạo thần tiễn, có đánh nát hòn đá, có thì phản kích những cự nhân 18 mắt kia. Một bên khác, đại quân cuồng loạn cũng từ lỗ hổng mà tường thành cố ý mở ra nhảy vào, nhưng chỉ có thể đi vào một bộ phận, trong nháy mắt liền để ưu thế số lượng không còn sót lại chút gì. Giết, người nơi này đều vô cùng thuần thục, lập tức giết tới. Bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, bằng không thì số lượng cuồng loạn quân tràn vào đạt tới trình độ nhất định, xu thế yêu khuyết sẽ trao đổi trong nháy mắt. Trường 3122, thường ngày, nơi này thiên tôn không sai biệt lắm một phần ba người có thiên tôn bảo khí, mà đại quân quái vật thì không có một cái nào phân phối, đây cũng cùng năng lực sáng tạo của cuồng loạn có quan hệ. dù sao một vị diện cũng chỉ có bấy nhiêu tiên kim, về kim thiết, có ưu thế số lượng, lại thêm thiên tôn bảo khí phát huy, lỗ hồng ở tường thành lập tức triển khai đại đổ sát, từng mảnh nhỏ cuồng loạn quân ngã xuống. nhưng đại quân cuồng loạn đều là từng cái hung hãn không sợ chết, cái sau tiếp trước, rất nhanh cũng làm cho bên viêm xương vị diện xuất hiện thương vong. cuồng loạn chết được thiên tôn, nhưng viêm xương vị diện thực sự chết không nổi. Nói như vậy, thiên tôn chỉ ít cần lấy kỷ nguyên thời gian mới có thể bồi dưỡng được, ngã một tên cũng là tổn thất thật lớn. lang Hàn thét dài một tiếng, nắm kiếm mà xuống, triển khai giết chóc. Hiện tại hắn trưởng khống lực lượng càng ngày càng quen thuộc, một kiếm gọt ra vừa vặn giết chết địch nhân, hơn nữa không lãng phí lực lượng chút nào. Chúng thiên tôn cũng phát huy, có người một búa ném ra, dương động lên quang mang ngân sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy có một tự phù dương động, nhưng hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Bang, một truy rơi xuống, lôi quang màu bạc trải rộng ra, lập tức có mười mấy quái vật bị đánh bay, trên thân tất cả đều là ngân mang đang nhấp nháy, lâm vào trạng thái tê liệt, sau đó bị thiên tôn phía sau bổ sung một kích, trong nháy mắt giết đến sạch sẽ. Ở chỗ này, còn cường điệu hơn chính là phối hợp. Lăng hàn âm thầm gật đầu, hắn để nữ hoàng, lăng kiến tuyết đi theo bên cạnh hắn, hắn thì sung làm đầu mâu, một đường đột tiến về phía trước. Tiên ma kiếm chém ra, hắn đánh đầu thắng đó. Nữ hoàng cũng dương động lên một thiên tôn ký hiệu, sau đó oanh ra, bành, chiến lực của nàng chí ít tăng lên gấp 10, đồng thời đánh bay mấy chục con quái vật ở phụ cận, thân ở giữa không trung liền bị chấn thành bọt máu. Phải biết, mặc dù nàng là nhất bộ thiên tôn, lại có được chiến lực nhị bộ, lực phá hoại đương nhiên kinh khủng. Chiến lực của lăng kiến tuyết liền thua kém nhiều, hắn chỉ là nhất bộ thiên tôn phổ thông, đã không có thiên tôn bảo khí, cũng không có thiên tôn ký hiệu, thậm chí ngay cả thiên tôn bảo thuật cũng không có tu tập chiến lược chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Lăng Hàn không khỏi thầm kêu hổ thẹn, về sau nhất định phải dạy thiên tôn bảo thuật cho nhi tử, nhưng thu hoạch được vệ kim thiết lại phải nhìn vận khí, cũng không phải muốn liền có, mà thiên tôn ký hiệu càng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn tốt, lần tiến công này cũng không tính hung mãnh như thế nào, vẻn vẹn chỉ 7 ngày sau, chiến sự liền bình ổn lại. Không có người nào nói muốn chúc mừng, tất cả mọi người lập tức tiến hành hồi phục, tu bổ tường thành, sau đó mai táng chiến hữu. Nơi này đồng dạng có bảng xếp hạng chiến tích, quy tắc cũng giống nhau như đúc, một tấm là tổng bảng, một tấm là hiện bảng, thời gian đổi mới đều là ngàn năm một lần. Lần trước đổi mới là 7 năm trước, bởi vậy, thời gian lần sau đổi mới còn cực kỳ sớm. Lăng Hàn kêu Nhi tử tới, truyền ngũ hành lôi thuật cùng cửu hóa thiên kinh cho hắn, hai cái này tương đối dễ tu luyện hơn rất nhiều, Bất Diệt Thiên Kinh đương nhiên cũng truyền, nhưng cái này cần rất nhiều vật chất trợ giúp, tu luyện chậm hơn nhiều. Một trận chiến kết thúc, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, nếu như có thể ở tầng không gian thứ 8 đánh bại cuồng loạn, vậy thì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết mầm tai vạ. Còn có chút người thì xuất động đi săn giết quái vật giải rác, những quái vật này ở thời điểm vừa mới sáng tạo ra hung hãn không sợ chết, nhưng không có thần trí có thể nói. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là thiên tôn, nếu dừng lại thời gian đầy đủ dài, bọn chúng sẽ nhanh chóng mở ra thần trí. Thiên tôn như vậy quá khó giết, cùng là nhất bộ, một phương khăng khăng muốn chạy trốn, không có ưu thế số lượng căn bản ngăn không được. Cho nên, nhất định phải nhanh tiêu diệt chúng nó. Có lẽ rất sớm trước kia, đám người không có để ý những tán binh này, kết quả một số năm sau, số lượng bọn chúng tăng lên, liên thủ công thành, tạo thành phá hư vô cùng kinh khủng. Sau khi ăn giáo huấn, mỗi lần chiến tranh kết thúc, đám người liền sẽ xuất động đi càn quét những tán binh này, miễn cho bọn chúng có thành tựu. Lăng Hàn cũng dự định xuất động hắn từ đầu đến cuối cho rằng chiến đấu là biện pháp nhanh nhất tăng lên tu vi lang hàn hắn còn không có xuất phát liền gặp một thiên tôn trẻ tuổi đi tới mang trên mặt nụ cười có phải muốn ra khỏi thành săn giết những quái vật kia hay không chung một chỗ đi lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lang hàn nhìn đối phương một chút trong lúc nhất thời hắn không biết đối phương là thực sự mời hắn chung một chỗ hay có dụng ý khác hắn nghĩ nghĩ mở nụ cười tốt lang hàn không có đi cùng với nữ hoàng chỉ lẻ loi một mình, cùng người kia đi ra khỏi thành. Tên thiên tôn này gọi lại quang, tuổi tác không lớn hơn lăng hàn nhiều lắm, tu luyện một ngàn ức năm liền bước vào thiên tôn vị, trong lời nói lộ ra ngạo mạn nhàn nhạt, nhạt. Hai người đi một lúc, phía trước xuất hiện một hẻm núi lớn. Theo bản tôn đạt được tin tức, trong này ẩn giấu chỉ ít trăm con quái vật. Lại quang nói, hắn đi đầu, tiến vào hẻm núi. Lăng hàn cũng đi vào theo, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản mặc dù hoàn cảnh nơi này có chút âm trầm, nhưng tuyệt đối không có hiện tại kiềm chế như thế, trời tựa hồ thấp đủ để đưa tay chạm vào. Lại quang đã không thấy, đây là địa phương nào, Lăng Hàn biết, hai vị diện va chạm, sẽ xảy ra hình dạng mặt đất cổ quái, thậm chí không gian trồng chất, tỉ như có đôi khi ở tầng thứ hai đi qua một sơn động, lại đột nhiên đi tới tầng thứ tư, tầng thứ năm. Nơi này chính là như thế sao, Lăng Hàn dạo bước mà đi, hắn cũng không dám chủ quan, hiện tại chiến lực của hắn hẳn là có thể địch nổi thậm chí chiếm thắng tam bộ thiên tôn, nhưng đối đầu tứ bộ hắn cũng không phải đối thủ. Cho nên, cẩn thận chạy được vãn năm thuyền, nhưng đi hồi lâu, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Từ bên ngoài nhìn, hạp cốc này cũng chỉ lớn như vậy, lấy cước trình của hắn chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đi ra, nhưng bây giờ hắn chỉ ít đã đi nửa canh giờ, lại như cũng không nhìn thấy cuối cùng. Hắn lộ ra một nụ cười, lại quang quả nhiên không phải thật tâm thực lòng chương 3123, giáo huấn, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, ngược lại muốn xem xem lại quang muốn làm cái gì, dù sao địa phương nào cũng có thể tu luyện, nơi này cũng giống như vậy. Một ngày, mười ngày, ước chừng qua hai tháng, đột nhiên có âm thanh vang lên. Lăng Hàn, muốn ra sao? Lăng Hàn mở to mắt, lại quang, người lừa gạt ta tiến vào nơi này chính là vì hỏi vấn đề như vậy sao? Ha ha, chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá rêu rao, muốn để ngươi yên tĩnh một đoạn thời gian, lại có một thanh âm vang lên, đây cũng không phải là lại quang. Ồ, oh, Lang Hàn cười cười, ta chỗ nào làm phiền các ngươi rồi. Hừ, trong tầng không gian thứ hai này, vốn là địa bàn của nguyên lão đại của chúng ta, nhưng ngươi vừa đến đã cướp đi danh tiếng lão đại của chúng ta, cho nên chúng ta hy vọng ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo thanh tĩnh một chút. Lang Hàn kinh ngạc, như vậy cũng có thể để hắn kéo đến cửu hận. Hắn ở tầng thứ hai không phải rất điệu thấp sao, đoạt danh tiếng của ai. Nhưng lại tưởng tượng, hắn không cần ở tầng thứ hai uy phong như thế nào, bởi vì hắn ở tầng thứ nhất liền lập xuống chiến công hiển hách, vô luận đi đến đâu cũng có thể trở thành nhân vật phong vân, đoạt danh tiếng của ai cũng là bình thường. Bất quá, có thể ở trong tầng thứ hai chỗ hết tài năng, vậy hẳn cũng là nhân vật vô cùng cao minh, làm sao ngay cả chút khí lượng ấy cũng không có. Cử động như vậy, là mấy người này tự mình gây ra, hay là suốt từ nguyên lão đại an bài. Các ngươi coi là, cái này có thể vây được ta. Lang Hàn cười nói. Đây chính là vị diện va chạm hình thành bí cảnh, lại bị chúng ta ảnh hưởng thiên địa đại thế, người không có ức năm thời gian trở lên là mơ tưởng phá giải." Có người vô cùng tự tin nói, Lang Hàn mắt thả tinh quang, nhìn một vòng liền gật gật đầu, đối phương nói không sai, nơi này thiên địa kết cấu một mực biến hóa, muốn lý giải quy luật trong đó là rất khó, khốn trên triệu năm cũng không phải khoa trương. Nhưng những người này không biết, lực lượng của hắn vượt xa nhất bộ, vậy tại sao lại cần dựa theo quy củ làm việc, trực tiếp lấy lực phá liền tốt đây là chỗ tự tin của hắn cho nên một mực không có bộc phát lăng hàn cười nhạt một tiếng vậy ta liền phá giải cho các ngươi nhìn xem hắn nhanh chân mà đi oanh mỗi một tế bào trong cơ thể đều phun trào lực lượng hóa thành trường giang đại hải lực lượng vị diện mãnh liệt bàng bạc không ngừng tuôn ra ở quanh người hắn tạo thành một vòng ánh sáng tạp 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 không gian phụ cận hắn không ngừng vỡ vụn như thủy tinh đánh nát bên ngoài sơn cốc tổng cộng có bảy nam nữ đứng đó lộ ra cười lạnh Bọn hắn quá không quen nhìn Lăng Hàn, bất quá là người mới từ tầng thứ nhất tấn thăng lên, thế mà đã dẫn phát oanh động lớn như vậy, để uy vọng của lão đại bọn họ nhận lấy ảnh hưởng. Nhìn xem, dễ như trở bàn tay liền bị bọn hắn lừa gạt vào cạm bẫy, trí thông minh như vậy cũng xứng. Nhìn, nhìn, có người đột nhiên run rẩy nói, tay chỉ sơn cốc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người hoảng cái gì, những người khác nhau nhau trách mắng, khi ánh mắt nhìn về phía sơn cốc, bọn hắn cũng đồng dạng trở nên trợn mắt hốc mồm, bởi vì lăng hàn như dẫm trên đất bằng nhanh chân mà đi không có nhận lấy một tia ảnh hưởng làm sao có thể lăng hàn cười nói khi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định liền có thể phá vỡ hết thảy hư ảo nói nhảm cái này bọn hắn cũng biết nhưng mấu chốt là nơi này áp chế lực lượng ngay cả lục bộ thiên tôn cũng chịu ảnh hưởng người dựa vào cái gì lấy lực phá pháp lăng hàn nhìn bảy người trẻ tuổi này một chút nói có cuồng loạn uy hiếp ở phía trước các ngươi lại còn động những tiểu tâm tư này cách cục nhỏ như thế, thật không biết các ngươi là làm sao tu thành thiên tôn. Bảy người kia vừa thẹn vừa giận, tất cả mọi người là nhất bộ, người dựa vào cái gì răn dạy bọn hắn, giống như mình là trưởng bối của bọn hắn vậy. Lang Hàn, người không nên quá cuồng, lại Quang lập tức kêu lên. Lang Hàn nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng ta tin ngươi là vì trí thông minh có vấn đề. Hắn lắc đầu, nói các ngươi cách cục nhỏ, ở trước thiên địa đại cục này, ta càng muốn đối với người nhiều một chút tín nhiệm các ngươi lại lạm dụng tín nhiệm của ta. Hôm nay, nhất định hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Bảy người lại quang đều cười lạnh, Người cũng bất quá là nhất bộ thiên tôn, lấy một địch bảy, có phần thắng sao. Lăng Hàn không đáp, chỉ nhanh chân mà đi, lớn mật, bảy người đều gầm thét, nhao nhao đánh tới Lăng Hàn. Khi bọn hắn vào tới trước người Lăng Hàn, mỗi một cái đều sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực đáng sợ dùng ở trên người bọn hắn, để thân hình bọn hắn ra tóc. Bọn hắn muốn dừng lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện đó căn bản không cách nào làm được bành 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 bọn hắn lập tức đụng vào nhau thiên tôn lại như thế nào vẫn đâm đến người ngã ngựa đổ vô cùng chật vật bọn hắn bỏ dậy lúc nhìn về phía lăng hàn trong ánh mắt liền mang theo sợ hãi mãnh liệt người này một chiêu chưa ra liền để bọn hắn nếm nhiều đau khổ thực lực mạnh đến mức nào đi bọn hắn nhao nhao nói bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ của lăng hàn nhất định phải mời nguyên lão đại gia mới có thể đối kháng nói muốn giáo huấn các người một trận, đi vội vã làm gì? Lăng Hàn đưa tay, oanh áp lực đáng sợ trấn xuống. Đây chính là lực lượng tam bộ, bảy người này dù liên thủ cũng không có khả năng chống đỡ, lập tức bị trấn áp. A, à, bảy người kêu thảm, cùng nhau nằm xuống, căn bản không có cách đối kháng áp lực của Lăng Hàn. Hôm nay muốn dạy các người một chút đạo lý, Lăng Hàn từ tốn nói, hắn ngồi xếp bằng ở một bên, nhưng áp lực còn đó, để bảy tên thiên tôn trẻ tuổi đều mồ hôi chảy đầm đìa. Chiến hữu không phải dùng để hố, tín nhiệm không phải dùng để tiêu xài." Lăng Hàn nói một câu, liền đè tay một chút, để bảy người nếm nhiều đau khổ, dù toàn lực đối kháng cũng vô dụng, chỉ cảm thấy xương cốt cả người muốn đứt gãy. Lăng Hàn giáo dục bảy người này một chút, liền nghênh ngang rời đi, hắn mới lười nhắc tiêu hao thêm thời gian. Nếu bảy người này từ đây sửa đổi, vậy dĩ nhiên tốt nhất, bất quá nếu còn không bỏ, qua, muốn tìm hắn gây sự, vậy hắn sẽ không chút do so dự xử lý bọn hắn. Hắn trở lại thành lũy, tiếp tục tu luyện, chương 3124, Nguyên lão đại. Trong cơ thể hắn tổng cộng có 8 thiên tôn ký hiệu, từng cái vận chuyển, trợ giúp hắn câu thông thiên địa, rút ra đại lượng lực lượng bản nguyên, tăng lên tu vi. Lăng Hàn có một loại minh ngộ, hắn hẳn là vĩnh viễn không có khả năng tu bước đầu tiên của thiên tôn đến cực hạt, bởi vì đó căn bản không có cuối cùng, mỗi một tế bào trong cơ thể đều là một vị diện, có thể không ngừng lớn mạnh, vĩnh viễn vô bờ bến. Hoặc là nói cực hạn chính là lực lượng trung cực của một vị diện, cái kia lại cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể đạt thành. Nếu như ta muốn, hẳn là tùy thời có thể bước vào nhị bộ. Lăng Hàn thầm nghĩ, trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái, rõ ràng đã sớm có thể dẫn động năng lượng hư tử, lại thêm hiện tại lực lượng vị diện, hắn kỳ thật tính toán là nhị bộ thiên tôn cũng không đủ. Bất quá, ta cảm thấy ta ở nhất bộ còn không có đạt đến đại thành, rất nhiều lực lượng vị diện đều cực kỳ yếu ớt, cần thời gian rất lâu đến bồi dưỡng bằng không thì năng lượng hư tử nhập thể, những tế bào này có thể sẽ chịu không được mà toái diệt, vậy thì thua lỗ. Cho nên còn phải từng bước một tới, lăng hàn đè xuống kiên nhẫn, hiện tại hắn tu luyện chủ yếu là dựa vào bản thân, lực lượng vị diện trong cơ thể tự thành một thể, ai cũng không giúp được hắn. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên thu được một phong chiến thư. Chiến thư là một người gọi Nguyên ứng Long gửi đến, mời hắn ở ba ngày sau ra ngoài thành tứ Hải Sơn chiến một trận. Đây chính là Nguyên Lão Đại A, Lăng Hàn lắc đầu, không nghĩ tới bảy người kia vẫn không có tiếp nhận giáo huấn. Đánh thì đánh, Lang Hàn tiếp nhận chiến thư, ở tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, hắn không cho rằng mình còn có đối thủ. Đương nhiên, có lẽ có người yêu nghiệt, ở nhất bộ liền có thể có được năng lực địch nổi nhị bộ. Nhưng tam bộ là không có khả năng, Lang Hàn đối với mình tràn đầy lòng tin, hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy, nhiều lần thất bại, sắp chết mới rốt cục thu được thành tựu hiện tại, hắn không tin cái này có thể bị phục chế. Ba ngày sau, Hắn ở dưới đám người nữ hoàng đồng hành đi tới Tứ Hải Sơn. Lăng Hàn lên núi chiến một trận, đỉnh núi truyền tới một âm thanh trong trẻo. Lăng Hàn nhìn đám người nữ hoàng gật gật đầu, dưới chân bước một bước, đã đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy trên núi đứng một nam tử tuổi trẻ, thân hình cao lớn, tóc đen tung bay, khuôn mặt kiên nghị, có một loại thần thái không nói ra được bay lên. Ta trước thay mấy tiểu đệ tiểu muội bất thành khí kia xin lỗi ngươi." Nam tử này nói, còn vái chào Lăng Hàn, cái này khiến Lăng Hàn có chút giật mình hắn gật gật đầu nói ta đã giáo huấn qua bọn hắn, bất quá ta với tư cách lão đại của bọn hắn không thể nào thấy bọn hắn bị khi phụ còn thờ ơ, cho nên vẫn phải lĩnh giáo lang huynh một chút. nguyên ứng long nói hắn nắm hai tay lại, nếu ngươi không thể ngăn cản được quả đấm của ta, vậy cũng chỉ có bị đánh. lang hàn cười ha ha, vậy đến đây đi. nguyên ứng long khẽ quát một tiếng, bành dưới chân phát lực liền vào tới lang hàn. hắn đấm ra một quyền, điều động lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa lại thêm lực lượng bản thân hắn, tạo thành công kích cực kỳ cường đại, ngay cả tiên kim cũng chỉ có bị đánh cho nát bấy. Lăng Hàn ra quyền đón lấy, bành bành bành, hai người kịch liệt đụng nhau. Người quả nhiên bất phàm, Nguyên ứng long lớn tiếng nói, thanh âm ầm ầm, mang theo tự tin mãnh liệt. Nhưng ta càng mạnh, hai tay hắn múa càng thêm cấp tốc, Lăng Hàn tiện tay chống đỡ, Nguyên ứng long này xác thực rất mạnh, chiến lực khẳng định vượt qua nhất bộ phổ thông, nhưng so với hắn lại hoàn toàn không đáng chú ý nếu hắn nguyện ý một quyền liền có thể đánh nổ đối phương bất quá hắn cảm thấy nguyên ứng long coi như không tệ biết trước xin lỗi lại thay tiểu đệ ra mặt để hắn coi trọng mấy phần oanh liên tiếp mấy trăm quyền nguyên ứng long thấy bắt không được lăng hàn quả quyết tế ra thiên tôn bảo khí cũng vận chuyển thiên tôn bảo thuật một đạo đao quang chém ra vô cùng nguyễn lệ dùng tới thiên tôn bảo thuật uy lực tự nhiên là lớn lăng hàn cũng tăng cường một chút lực lượng y nguyên cùng đối phương liều mạng ngang tay nguyên ứng long lập tức biến sắc trước đó liều mạng tám lạng nửa cân hắn chỉ cho rằng lực lượng của lăng hàn cùng mình không sai biệt lắm nhưng hắn đã vận dụng thiên tôn bảo khí lại lấy thiên tôn bảo thuật thôi phát chiến lực tăng lên gấp bao nhiêu lần nhưng lăng hàn không dùng binh khí không cần bảo thuật y nguyên còn có thể không rơi vào thế hạ phong vậy đối phương toàn lực ứng phó sẽ mạnh đến tình trạng gì hắn biết mình đã thua lại không cam tâm ngay cả lăng hàn đến cùng là thực lực gì cũng không thể biết bởi vậy hắn hét lớn một tiếng ngược có mấy cái phủ văn nổi lên. A, à, đây là thiên tôn ký hiệu. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng lăng hàn vẫn nhận ra được, bởi vì đây là mấy thiên tôn ký hiệu ngay từ đầu hắn liền nắm giữ đến từ tiên ma kiếm. Đây cũng là bảy thiên tôn ký hiệu truyền thế rộng nhất, bởi vì chỉ cần vệ kim thiết đi ra một bước cuối cùng, đều sẽ hiển hóa ra thiên tôn có được không khó. Thiên tôn ký hiệu, thiên tôn bảo khí, thiên tôn bảo thuật, ba cái này cộng lại cường đại cỡ nào? Chỉ sợ có thể địch nổi nhị bộ, nhưng mà công kích như vậy đánh tới lăng hàn vẫn thong rong ứng đối thong thả bất loạn một chút cũng nhìn không ra bộ dáng cật lực ta thua nguyên ứng long chủ động dừng tay trên mặt lộ ra vẻ phức tạp hắn là nhân vật thiên kiêu đặt ở vị diện của mình đây tuyệt đối là vạn cổ thiên tài nhưng tới đây mặc dù cũng có thể bộc lộ tài năng lại không cách nào xứng với hai chữ mạnh nhất lăng hàn gật gật đầu nhìn hắn khoát khoát tay quay người muốn rời đi chờ một chút nguyên ứng long đuổi theo lăng hàn quay người lại lộ ra nụ cười. Thế nào, còn muốn đánh một trận, Nguyên ứng Long vội vàng lắc đầu. Không không không, ta là muốn mời Lăng Huynh đi một chỗ. Lăng Hàn lộ ra biểu tình cổ quái, chỉ nhìn đối phương không nói lời nào. Nguyên ứng Long đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Yên tâm yên tâm, đây tuyệt đối không phải muốn lừa gạt Lăng Huynh ra ngoài mưu đồ làm loạn. Ngừng một chút, hắn lại nói, là muốn mời Lăng Huynh cùng đi một bí cảnh. Ồ, Lăng Hàn có chút kinh ngạc, đã đạt tới thiên tôn, còn muốn đi bí cảnh làm gì, chẳng lẽ thiên địa còn có bảo vật có thể làm cho tu vi thiên tôn gia tốc, đột phá cảnh giới sao? Chương 3125, Nguyên ứng Long mời. Không có, thiên tôn bị thiên địa ghen ghét, thiên địa làm sao có khả năng dựng dục ra bảo vật có thể để thiên tôn tiến bộ? Thiên tôn ký hiệu, Nguyên ứng Long nghiêm nghị nói, lang hàn càng thêm kỳ quái, thiên tôn ký hiệu không phải chỉ có thể tự mình tu luyện ra sao? Thiên tôn ký hiệu có hai biện pháp dựng dục, thứ nhất chính là cường giả cảm mộ thiên địa, lấy đại trí tuệ hình thành thứ hai cái kia chính là ở trong hoàn cảnh đặc thù nguyên ứng long giải thích nói cái hoàn cảnh đặc thù này cực kỳ khó thành đầu tiên nó cần không bị thiên địa khống chế lăng hàn gật đầu thiên tôn bị thiên địa ghen ghét dù ở vị diện siêu cao cấp cũng không thể cải biến sự thực này đây là chỗ hai giới giao hòa cũng không khống chế ở trong tay cuồng loạn cũng không bị viêm xương vị diện khống chế cho nên có điều kiện thứ nhất nguyên ứng long nói lăng hàn gật đầu nói vậy thứ hai là gì nguyên ứng long lại không có trực tiếp trả lời mà nói ra một cố sự tại mấy kỷ nguyên trước phát sinh qua một trận đại chiến kinh thiên động địa khi đó tầng không gian thứ tư cùng tầng này đột nhiên xuất hiện trùng vị hỗn loạn kết quả đại lượng cuồng loạn quân tam bộ cấp xuất hiện ở nơi này lúc đó lực lượng vị diện tầng thứ hai cực kỳ không ổn định có đôi khi có thể dung nạp lực lượng tam bộ có đôi khi lại không được khi đó doanh địa của chúng ta rất nhanh liền bị đại quân cuồng loạn công phá vỡ tan ngàn dặm về sau đạt được viện binh từ tầng thứ tư trợ giúp, mới rốt cuộc ổn định trận cước, cũng ở một chỗ cùng đại quân cuồng loạn triển khai đại quyết chiến. Trận chiến kia, chết rất nhiều người, mà lúc chiến tranh sắp kết thúc, lại đột nhiên gặp được không gian đột biến, kết quả, toàn bộ chiến trường đều biến mất, người sống nhau nhau thoát ra, hai vị diện đè ép như ma bàn, ngay cả tam bộ thiên tôn cũng bị nghiền chết. Vô số năm sau, cái không gian này lại xuất hiện. Bây giờ còn chưa hoàn toàn hiển hóa, nhưng căn cứ đại năng suy tính, nhiều tam bộ thiên tôn chết như vậy, lại kinh lịch vô số năm giao hòa, cực có khả năng xuất hiện thiên tôn ký hiệu. Nguyên ứng Long nói xong, chăm chú nhìn Lăng Hàn, Lăng Huynh, ta muốn mời người cùng đi bí cảnh kia, tìm kiếm thiên tôn ký hiệu. Thiên tôn ký hiệu quá trọng yếu, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, giống bọn người Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương khẳng định nắm giữ đại lượng thiên tôn ký hiệu. Nếu không bọn hắn không có khả năng ở trong ngắn ngủi một kỷ nguyên liền sông lên tứ bộ. Lăng Hàn có chút trầm ngâm, nhân tiện nói, tốt, vậy liền đi xem một chút. Nguyên ứng Long đại hỉ, hắn ở tầng không gian thứ hai kỳ thật chỉ có thể coi là có chút thanh danh, chiến tích cũng miễn cưỡng chen vào hiện bảng, xếp ở hơn 900, cái này thả lại vị diện của mình khẳng định không người nào có thể sánh vai, nhưng ở nơi này lại có một đám người mạnh hơn hắn. Thu hoạch được thiên tôn ký hiệu, có thể để chiến lực của hắn mạnh hơn, tốc độ tu hành càng nhanh, nhưng người nhìn chằm chằm chỗ kia nhiều lắm, hắn cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Có Lăng Hàn trợ giúp, phần thắng tự nhiên tăng nhiều. Lăng Hàn nhìn Nguyên Ứng Long, khóe miệng ngậm lấy nụ cười, gia hỏa này cũng rất có tâm tư. Nếu như hắn có thể thắng, vậy dĩ nhiên khinh thường mời Lăng Hàn, thuận tiện thay các tiểu đệ hả giật, dựng nên một chút uy nghiêm của lão đại, còn nếu thua, vậy cũng mò được một cường viện. Khó trách gia hỏa này ngay từ đầu liền biểu hiện rất có phong độ, nguyên lai sớm đã có chuẩn bị hai tay. Nguyên Ứng Long cũng cười, nhưng cười có chút lúng túng, hắn biết bị Lăng Hàn nhìn ra tâm tư. Lăng Hàn khoát khoát tay, nghênh ngang rời đi hắn đi xuống núi cùng mọi người trở về cũng thuận tiện nói sự tình bí cảnh cực kỳ nguy hiểm nhu yêu nữ lập tức nói ai biết có thể lại xuất hiện không gian trùng vị lại chạy đến đại lượng cuồng loạn quân tam bộ hay không nữ hoàng cũng gật đầu nàng biết thực lực của lăng hàn đủ để địch nổi tam bộ một cái thậm chí mười cái cũng có thể bãi bình nhưng mà một khi cuồng loạn phái ra đại quân công kích sẽ chỉ có mười mấy hai mươi cái sao cho nên vạn nhất xuất hiện tình huống không gian trùng vị lần nữa kia là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Lăng Hàn đương nhiên cũng biết, cái kỳ ngộ này không thể bỏ lỡ, tranh lệch một thiên tôn ký hiệu, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ tranh lệch gấp bội. Dạo bước tiến lên thiên tôn, ngay cả thời gian thể cũng không cách nào phát huy tác dụng, quy tắc không thể tác dụng lên thiên tôn. Cho nên, từ thiên tôn bắt đầu, là chân chính từ số không cất bước, ai cũng không có ưu thế gì, chỉ nhìn người cố gắng cùng cơ duyên. Thấy Lăng Hàn đã làm ra quyết định, nữ hoàng cùng nhu yêu nữ liền không còn phản đối. Hơn nữa, nơi đó đã vẫn lạc rất nhiều thiên tôn, khẳng định có thiên tôn bảo khí, ta đi lấy mấy món cho các ngươi dùng. Lăng Hàn lại nói, bí cảnh khả năng có thiên tôn ký hiệu, đây chẳng qua là người khác phỏng đoán, nhưng tin tưởng thiên tôn bảo khí hẳn là rất nhiều, dù đánh nát cũng không quan hệ, dù sao đều là phệ kim thiết luyện chế, hoàn toàn có thể chắp phá, một lần nữa dung thành một kiện Lăng Hàn còn thông chi tin tức cho bọn người Vũ Hoàng, dị, duyên sinh thiên tôn, nhìn chính bọn hắn có muốn đi hay không. Sau mười mấy ngày, nguyên ứng long tới gọi người chuẩn bị xuất phát thế là lăng hàn cũng mang lên người của hắn xuất phát ngoại trừ hắn cùng nữ hoàng gia còn có lăng kiến tuyết duyên sinh thiên tôn dị vũ hoàng đại hắc cầu cùng hắc lư các ngươi những danh con này là ánh mắt gì bản tọa không thể đi sao hắc lư thấy mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình không khỏi lỗ mũi phun khí tiền bối đi theo chu hằng đại nhân chẳng lẽ còn thiếu thiên tôn ký hiệu sao lăng hàn cười hỏi mặc dù hắn cũng là nhất bộ hơn nữa chiến lực vượt xa Hắc Lư, nhưng hắn là một người nhớ tình bạn cũ, y nguyên duy trì tôn trọng với Hắc Lư. Hắc Lư hít một tiếng, các người biết thiên tôn ký hiệu phải làm sao truyền thụ không? Trực tiếp từ thức hải móc ra, mà mình sẽ vĩnh viễn mất đi ký hiệu này, nói cách khác, cái này chỉ có thể truyền lại, mà không thể truyền thụ. Tiểu tử Chu Hằng kia móc ba thiên tôn ký hiệu cho bản tọa, nhưng bản tọa còn có chủ ý chiếm tiện nghi của tiểu tử kia sao? Tất cả mọi người im lặng, ngay cả đại hắc cầu cũng ngẩng đầu nhìn lên trời huyết sáo. Chương 3126, Hắc Bộc Sơn 1. Đại Hắc Cẩu, Hắc Lư đều là gia hỏa hắc đến thực chất, thế mà còn dám nói mình không thích chiếm tiện nghi của người, thật sự là da mặt dày hơn tường thành. Hắc Lư cũng không sợ để người ta biết nó có mang ba thiên tôn ký hiệu, đây chính là chu hằng cho nó, ai dám đoạt. Lục Bộ Thiên Tôn thậm chí có thể đối kháng áp lực của hai vị diện chồng lên, hắn hoàn toàn có thể từ tầng thứ nhất giết tới tầng thứ bảy, chiến lực không có một chút suy yếu, ai dám gây dạng trí tôn này. Cho nên, Hắc Lưu rõ ràng chỉ là nhất bộ thiên tôn, lại nghiêu bức hơn rất nhiều tứ bộ, ngũ bộ thiên tôn, bởi vì ai cũng biết nó cùng Chu Hằng quan hệ tốt, giống như thân huynh đệ. Nguyên ứng Long cũng mang tới một đống tiểu đệ của mình, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, bọn hắn ai cũng ngượng ngùng, nhao nhao nhận lỗi, hiển nhiên là đã sớm đạt được Nguyên ứng Long thụ ý. Đi thôi, rất nhiều người để mắt tới chỗ kia, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Nguyên ứng Long nói một khi thiên tôn ký hiệu bị người lấy được vậy cũng chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ cho nên nhất định phải thừa dịp thời điểm ký hiệu sơ hiện quan sát học tập bọn hắn xuất phát bay về phía khu vực hai giới va chạm sau khi cùng cuồng loạn khai chiến trận tuyến của bọn hắn vẫn lùi bước mặc dù viêm xương vị diện rất lớn nhưng sẽ có một ngày bọn hắn lui không thể lui nghĩ tới đây tất cả mọi người tâm tình nặng nề đồng thời cũng dâng lên khát vọng mãnh liệt thu hoạch được lực lượng ngập trời nghịch chuyển cục diện càng đi xa hoàn cảnh nơi này càng âm u kỳ quái hoàn toàn khác với viêm xương vị diện bởi vì khu vực này bị cuồng loạn đồng hóa thôn phệ quy tắc lực lượng của viêm xương vị diện sẽ không còn áp dụng thật giống như bước vào một vị diện khác tất cả mọi người cảm thấy khó chịu không thể điều động lực lượng vị diện hơn nữa cũng không cách nào được bổ sung đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm còn tốt nơi này dù sao không có bị cuồng loạn hoàn toàn đồng hóa vẫn có thể có bộ phận lực lượng của viêm xương vị diện này lại ảnh hưởng chiến lược cùng tốc độ khôi phục nhưng dù sao cũng tốt hơn không có cái gì sau ba tháng bọn hắn rốt cục đi tới địa phương cái bí cảnh này được xưng là hắc bộc sơn lăng hàn ngẩng đầu nhìn một ngọn núi lớn đứng vững ở trước mặt cao không biết bao nhiêu dù ấy thị lực của hắn cũng không cách nào nhìn đến cuối phảng phất như vô bờ bến mà một thác nước màu đen thì từ sườn núi rơi xuống chấn động ra thanh âm kinh thiên động địa cái thác nước này cực kỳ kinh người có tinh thần đại lục ở trong đó lao nhanh lăng hàn thậm chí thấy được trên lục địa có chút lớn còn có sinh linh toàn bộ đại lục được lực lượng nhất bộ bảo hộ nên không có vỡ vụn thác nước này đến cùng dài bao nhiêu một khối đại lục từ phía trên chảy chảy xuống thế mà có thể thai ngén ra sinh linh đây chính là hắc bộc sơn năm đó chiến một trận thiên tôn chi lực vô cùng đáng sợ hoàn toàn cải biến hình dạng mặt đất thậm chí có khả năng phá vỡ hư không cầu thông đến vị diện khác mới có những đại lục này rơi xuống nguyên ứng long giải thích Hắn hiển nhiên đối với nơi này làm qua rất nhiều công khóa, biết rất nhiều chi tiết. Tất cả mọi người gật đầu, nhìn xem tòa núi cao này, ai cũng tâm ngửa. Cửa vào ở đâu? Lang Hàn hỏi, nghịch thác nước mà đi, cửa vào ở cuối cùng, Nguyên Ứng Long nói, bọn hắn vừa muốn động thân, hưu, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh bay qua, cũng ngừng lại, cách bọn hắn không xa. Ánh mắt Nguyên Ứng Long đảo qua, con người không khỏi có chút siết chặt, bật thốt lên. Liễu Thập xương, ai? Lang Hàn thuận miệng hỏi. Cha Người không thể chỉ luôn tu luyện, sự tình gì cũng không để ý a. À. Lang kiến tuyết lắc đầu, Liễu Thập Sương là cao thủ top 300 trên hiện bản. Chiến tích bảng cũng không phải chiến lược bảng, thực lực bảng, nhưng từ một loại trình độ nào đó chính là thực lực bảng. Người không đủ thực lực, làm sao có khả năng giết được nhiều địch nhân, vì mình thêm điểm. Khả năng xếp hạng ở mười mấy, hơn hai mươi, thực lực không có tranh lệch nhiều ít, thậm chí người thực lực mạnh sẽ còn ở dưới. Cái này cũng muốn nhìn vận khí, nhưng tranh lệch quá nhiều, vậy thì không phải vấn đề vận khí, mà là thực lực chân chính có khoảng cách. Liễu thập xương này có thể xếp ở top 300, thực lực khẳng định nhìn ép nguyên ứng long. Đương nhiên, nơi này có mười mấy vạn thiên tôn, có thể lên bảng liền đã chứng minh bản thân bất phàm. Liễu thập xương lại căn bản không nhìn đám người lăng hàn một chút, hắn chỉ nhìn chằm chằm thác nước màu đen, nhưng người bên cạnh hắn lại cực kỳ ngạo mạn, ánh mắt quét tới quét lui đám người lăng hàn, nhất là trên người nữ hoàng dừng lại thời gian dài nhất. Nữ hoàng vốn đẹp đến mức kinh thiên động địa, sau khi tiến lên thiên tôn càng thêm ung um dung cao quý, giống như trời sinh liền mang theo ánh sáng óng ánh, vô cùng hấp dẫn người. lang Hàn không vui, nhìn hầm hầm mấy người kia, lang Huynh, không nên vọng động, Nguyên ứng Long vội vàng nói, mấy tiểu đệ đương nhiên sẽ không đặt ở trong mắt hắn, nhưng liễu thập xương quá đáng sợ, xếp hạng top 300, thu thập hắn khả năng chỉ cần trăm chiêu. lang Hàn há sẽ để ý đến hắn, coi như mấy người này chỉ là ý dâm vợ của hắn cũng không được phi lễ không ai xem đạo lý này cũng không hiểu sao hắn chắn ở trước mặt nữ hoàng ngăn cách ánh mắt của những người kia lấy thực lực thiên tôn cấp của hắn những người kia tự nhiên không có khả năng để ánh mắt xuyên thấu thân thể hắn lại chằm chằm lên người nữ hoàng tiểu tử tránh ra một chút có người nhìn lăng hàn quát hắc hắc đây là vợ của ngươi rất xinh đẹp chỉ có một người nhìn quá ích kỷ đồ tốt nên lấy ra chia sẻ lại có người nói lời này liền tràn đầy nghĩa khác cũng mang theo nhục nhã mãnh liệt lăng hàn vốn chỉ không vui nhưng bây giờ lại là nổi giận hai người kia không phải thiên tôn mà chỉ là tiên vương tầng 9, lại dám công nhiên chiêu chọc thiên tôn to gan lớn mật như thế dĩ nhiên không phải bản thân bọn hắn mạnh cỡ nào mà là người đứng bên cạnh bọn họ liễu thập xương bọn hắn phách lối khẳng định không phải một ngày hai ngày liền dưỡng thành nhưng không biết thu liếm chút nào khẳng định không thể thiếu liễu thập xương dung túng trước đó ở trong thành lũy còn tốt mọi người mục tiêu nhất trí vì chống cự đại quân cuồng loạt nhưng khi nguy hiểm giải trừ, lòng người liền lập tức tan rã. Chương 3127, Hắc Bộc Sơn 2. Cũng thế, đây cũng không phải là một chi đại quân quân kỳ nghiêm minh, làm sao có thể trên dưới vĩnh viễn bảo trì một lòng. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, đi về phía bọn người Liễu Thập xương. Lăng huynh, Nguyên Ứng Long đưa tay bắt, nhưng không có giữ được Lăng Hàn, chỉ có thể nhíu mày. Hắn biết thực lực của Lăng Hàn mạnh mẽ, nhưng Liễu Thập xương cũng không phải người bình thường, chính là nhân vật top 300, một khi hai người đánh, hắn thực không thể xác định ai có thể thắng được. Lăng Hàn làm sao có khả năng nghe khuyên, dựa vào, nếu người khác đùa giỡn nàng dâu của mình, hắn còn có thể ngồi vững được, vậy còn gọi nam nhân gì? Thế nào, còn muốn đánh nhau sao? Hai tiên vương tầng 9 kia căn bản không coi Lăng Hàn là chuyện gì, còn cười đùa tí từng. Chớ tự lấy khổ ăn, Lăng Hàn lại đi hai bước, liền thấy đối phương có một người đứng ra, ngăn ở trước hai tên tiên vương tầng 9. Người này là thiên tôn, dáng dấp của hắn có loại cảm giác tứ tứ phương phương, trầm ổn như núi. Tránh ra, Lăng Hàn nói, cút, thiên tôn kia quát, còn dám tiến lên một bước, ta liền để ngươi đẹp mặt. Lăng Hàn cười ha ha, ta thực không tin, hắn đi về phía trước một bước, hừ, tên thiên tôn kia xuất thủ, đấm ra một quyền, thiên địa rung động, một đạo quyền kình tuôn ra, hóa thành một ngọn núi lớn, nghiền ép về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vung tay, bành, quyền kinh lập tức sụp đổ, dưới chân hắn không ngừng, tiếp tục đi tới. Ừm, thiên tôn kia sướng sờ, một kích này của mình đã rất cường lực, làm sao có thể bị dễ dàng hóa giải như thế. Phương Hoành Điển, ngươi làm sao, chưa ăn no sao? Một tiên vương tầng 9 diễu cợt nói, đúng đấy, không phải danh xưng một quyền vô địch sao? Một tên tiên vương tầng 9 khác cũng nói, thiên tôn kia gọi Phương Hoành Điển, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ không vui, Hai tên tiên vương tầng 9 này đều là đường đệ của Liễu Thập Sương, bởi vậy ỷ vào Liễu Thập Sương che chở cực kỳ phách lối, ngay cả hắn là Thiên Tôn cũng dám châm chọc. Nhưng ai bảo Liễu Thập Sương một mực nuông chiều bọn hắn, hắn muốn đi theo Liễu Thập Sương, vậy thì nhất định phải chịu đựng hai cái ngu xuẩn này. Ta tới đi, lại một Thiên Tôn đi ra, hắn dáng người thon dài, khuôn mặt vấn mỹ gần như nữ tử. Tại hạ đường Liên Thanh, lĩnh giáo các hạ một chút. Lăng Hàn từ chối cho ý kiến dù sao hôm nay hắn muốn đánh tơi bởi hai gia hỏa làm người ta ghét kia. Đường liên thanh thấy Lăng Hàn không trả lời, song trường hợp lại, ông, có quang hoa gai mắt phun trào. Hắn vận chuyển thiên tôn bảo thuật, trước đó đồng bạn một kích bị Lăng Hàn hóa giải quá dễ dàng, bởi vậy hắn vừa ra tay chính là đại chiêu. Oanh, hắn vung ra một quyền, lực quyền hóa thành một thanh trùy tử kim sắc, đập tới Lăng Hàn. Lăng Hàn lại vung tay, Bang. cái trùy này lập tức vỡ nát. Ừm, thấy cảnh này, thiên tôn bên liễu thập xương ai cũng chấn kinh, dễ dàng như thế liền hóa giải thiên tôn bảo thuật, thực lực này cường đại đến có chút khó tin. Ngay cả liễu thập xương cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lăng Hàn. Ngươi là, Lăng Hàn, hắn mở miệng hỏi, không sai, Lăng Hàn gật đầu, để hai người kia xin lỗi, ta cũng không quá chấp nhận, chỉ đánh bọn họ một trận. Nằm mơ, mơ tưởng, hai tên tiên vương tầng 9 kia đồng thời trách mắng, một bộ chịu thiên đại ủy khuất. Liễu thập xương cũng cực kỳ không vui. Người của liễu thập xương ta, không có đạo lý cúi đầu với ai. a à, liền xem như sai cũng không phải sai. Lăng hàn thản nhiên nói. Đương nhiên, liễu thập xương ngạo nghĩa nói. Chuyện này chỉ có thể tính toán người vận khí không tốt. Bao che như thế, khó trách dưỡng thành thủ hạ như vậy. Hai tên tiên vương tầng 9 kia dương dương đắc ý. Bọn hắn từ nhỏ đã đi theo đường ca này, tình cảm thâm hậu. Cho nên liễu thập xương cũng cực kỳ bảo bọc bọn hắn. Nếu không bọn hắn căn bản không có nhanh như vậy liền đạt tới tầng 9. Đúng vì như thế, dù ngoại vực chiến trường nguy hiểm, bọn hắn cũng theo tới, tin tưởng Liễu Thập xương có thể bảo hộ bọn hắn chu toàn, để bọn hắn tiếp tục trải qua sinh hoạt hổ cao khí ngang. Bọn hắn cũng có thị vệ, cảm thấy khi dễ người bình thường không vui thú cùng cảm giác thành tựu gì, nếu không, tiên vương tầng 9 sao dám như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, xem ra, người muốn bị thu thập cũng không chỉ hai cái. Lớn mật, các tiểu đệ của Liễu Thập xương nhao nhao quát tháo, ở trong lòng bọn họ, Liễu Thập Sương là không cho phép kẻ khác khinh nhờn, trong lần lượt chiến đấu, Liễu Thập Sương không biết cứu bọn hắn bao nhiêu lần, để bọn hắn cảm động, cảm kích, cảm ơn, tự nguyện đi theo, cam làm tiểu đệ. Liễu Thập Sương thì cười, "Lăng Hàn, ta nghe nói qua ngươi, ở tầng thứ nhất đã từng sáng tạo ra kỳ tích." "Bất quá, nơi này không phải tầng thứ nhất, người mạnh mẽ hơn ngươi chỗ nào cũng có, ngươi không đáng kể chút nào." "A, à, ý của ngươi là, người mạnh hơn ta?" Lăng Hàn hỏi, "Đương nhiên liễu thập sương ngạo nghễ nói ta không tin lăng hàn đi nhanh tới đưa tay chộp về phía liễu thập sương không biết lượng sức liễu thập sương hừ một tiếng trở tay chụp vào cổ tay của lăng hàn bành hai người đối oanh một kích. liễu thập sương lập tức biến sắc năm ngón tay của hắn giống như đụng phải tấm sắt nhào nhào bắn ra thậm chí mỗi cái xương ngón tay đều muốn gãy khó chịu không cách nào hình dung nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là tay của lăng hàn tiến quân thần tốc bắt tới cổ của hắn khinh người quá đáng liễu thập xương nổi giận gầm lên một tiếng hắn có thể tiếp nhận chiến bại nhưng bị người nắm cổ cái kia chính là vô cùng nhục nhã sẽ thành chỗ bẩn cả đời của hắn đây là hắn không cách nào tha thứ ông bộ ngực hắn phát sáng hóa thành một ký hiệu mơ hồ trong thời gian ngắn như vậy hắn đã không kịp phát động thiên tôn bảo thuật nhưng dẫn động thiên tôn ký hiệu lại là sự tình một ý niệm oanh lồng ngực của hắn phun ra ánh sáng bắn về phía lăng hàn hừ Lăng Hàn chỉ chờ tay nhẹ nhàng gõ, đạo ánh sáng này lập tức vỡ nát, hắn cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục chộp tới Liễu Thập xương. Liễu Thập xương cuối cùng biến sắc, hắn không nghĩ tới mình phát động Thiên Tôn ký hiệu y nguyên không chặn được Lăng Hàn, nhưng lúc này thủ đoạn của hắn đã dùng hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường của Lăng Hàn nắm qua, sách cổ của hắn. T, tất cả mọi người há to miệng, nói không ra lời. Chương 3128 thay quản giáo. Đây chính là nghiêu nhân top 300A, lại bị Lăng Hàn một tay bắt tới, dễ như trở bàn tay, như diều hâu vồ gà con, một chút sức chống cự cũng không có. Lăng Hàn, người quá mức, liễu thập xương quát, hắn không cam lòng bị nhục nhã như thế, ông, thiên tôn bảo khí đã tế ra, hắn muốn liều mạng một lần. Quá em gái ngươi, Lăng Hàn run tay một cái, xương cốt trong cơ thể liễu thập xương lập tức đụng nhau, ba ba ba, nhào nhào vỡ vụt, trong nháy mắt liền mất đi chiến lực, mất đi. Mà thiên tôn bảo khí mất đi ý chí của chủ nhân thôi phát cũng ảm diệt, ba, rơi xuống đất. Ở tầng không gian thứ hai, căn bản là thiên tôn mới lên cấp, còn không thể làm đến một người một kiện thiên tôn bảo khí. Mặc dù viêm xương vị diện là vị diện siêu cấp, nhưng cũng không thể có nhiều phệ kim thiết như vậy. Thiên tôn uy tín lâu năm từ vị diện của mình tới, vậy khẳng định có thiên tôn bảo khí, nhưng thiên tôn mới lên cấp liền ít đến đáng thương. Lăng Hàn tiện tay vứt liếu thập xương qua một bên, hắn lại nhìn hai tên tiên vương tầng chín kia, ánh mắt lạnh lẽo. Đây là chiến trường mà các dũng sĩ chống cự đại quân cuồng loạn, không phải sân chơi của các thiếu gia, có loại người này tồn tại, quả thực là nhục nhã đối với các anh hùng chết đi. Hai tiên vương tầng 9 kia không khỏi sợ đến toàn thân phát run, kết quả như vậy quá bất ngờ. Trước kia, vô luận bọn hắn xông ra đại họa gì, liễu thập xương luôn có thể dọn dẹp cho bọn hắn, mà bọn hắn cũng không phải đồ đần, tuyệt sẽ không đi gây người top 500, hoặc người có tương quan, bởi vậy, bọn hắn một mực thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới, hôm nay đá vào tấm sắt ngươi ngươi muốn làm gì hai người đều run giọng nói ngăn không được sợ hãi lang hàn phất tay ba một cái tát rút qua hai người đồng thời ngã trên mặt đất cái cằm bị rút mất máu tươi phun ra vô cùng thê thảm a à, hai người kêu thảm từ nhỏ đến lớn bọn hắn chưa từng nhận qua dạng khổ sở này bọn người phương hoành điển nhìn ở trong mắt trong lòng đều thầm kêu sảng khoái bọn hắn muốn đánh hai người này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng bởi vì liếu thập xương, chuyện này chỉ có thể trở thành một huyến tưởng mỹ hảo. Bây giờ, Lăng Hàn thay bọn hắn thực hiện, chỉ là trong mộng không có chuyện liếu thập xương cũng bị Lăng Hàn đánh ngất xỉu, để tâm tình của bọn hắn hết sức phức tạp, không biết nên làm sao đối mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn rút hai tiên vương tầng 9 một trận, trực tiếp phế đi tiên trùng, để bọn hắn trở thành phế nhân. Loại cặn bã này, không có muốn mạng của bọn hắn đã không tệ rồi. Không, hai người kia thần chí rất thanh tỉnh, phát hiện mình trở thành phế nhân, ai cũng khóc dòng, không có tu vi, bọn hắn làm sao kháng được thiên nhân chi ách, khẳng định sẽ bị thiên địa chém dụng. Lăng Hàn không để ý đến, đi tới bên cạnh đám người Nguyên ứng Long. Lúc này, Nguyên ứng Long cùng những tiểu đệ của hắn nhìn về phía Lăng Hàn càng thêm khác biệt, phảng phất như nhìn không phải một thiên tôn cùng dai, mà là cường giả chỉ ít tam bộ. Đi thôi, bọn hắn vũ động thân hình, nghịch thác nước bay lên. Thác nước này quá dài, bọn hắn bay đi, dòng dã ba ngày cũng không nhìn thấy cuối, thẳng đến năm ngày sau, bọn hắn mới rốt cuộc đi tới cuối cùng. Ở chỗ này, ngọn núi xuất hiện một lỗ thủng cự đại, có vô số hắc thủy từ bên trong tuôn ra, phảng phất như kết nối lấy một đại thế giới, có thể nhìn thấy từng khối đại lục vỡ vụn từ bên trong chảy ra. Hai bên thác nước thì có một khối nham thạch to lớn, hiện tại phía trên đứng rất nhiều người, mỗi một cái đều khí vũ hiên ngang, tản ra bá khí vô tận. Phần lớn đều là thiên tôn, đoàn người lăng hàn cũng rơi xuống, đứng ở trên tảng đá. Ánh mắt của Nguyên ứng long đảo qua, không khỏi hít vào một hơi. Thật không nghĩ tới, cái bí cảnh này chẳng những hấp dẫn rất nhiều thiên tài trên hiện bảng, thậm chí để cường giả ở tầng thứ ba, tầng thứ tư cũng kinh động. Bên kia, hắn dùng miệng nao chỉ, vị mặc trường bào màu đỏ, chính là Thạch Trung Hà tiếng tăm lừng lẫy ở tầng thứ tư, danh xưng cửu kiếm ma tôn, kiếm thuật kinh thần, trong chín kiếm liền có thể giết chết bất kỳ một đối thủ nào. Còn có bên kia, người bận váy dài lục sắc, Nguyên ứng long lại nói, sư mộng ngọc, cũng là thiên kiêu tầng thứ tư, tựa như là nhân vật trên hiện bảng phong hào ngọc diễm thiên tôn t lần này cường giả tới cũng quá nhiều đi vốn cho rằng đây chỉ là cường giả tầng thứ hai đọ sức lại không nghĩ rằng hấp dẫn cường giả tầng thứ ba tầng thứ tư tới chúng ta đánh giá thấp lực hấp dẫn của thiên tôn ký hiệu rồi nguyên ứng long thở dài xác thực như thế ngay cả thiên kiêu của tầng thứ ba tầng thứ tư cũng tới đối với võ giả tầng thứ hai mà nói mấy cái này đều là đại nhân vật bất quá đây là tầng thứ hai có lực lượng thiên địa áp chế đừng nói bọn hắn dù các đại nhân vật từ tầng thứ sáu tới cũng phải bị áp chế dị nói tất cả mọi người gật đầu ở chỗ này khai chiến ngay cả ngũ bộ thiên tôn cũng không chiếm được tiện nghi Lăng hàn đưa mắt nhìn nơi này có lực lượng gì áp chế sao nhiều người như vậy đều không đi vào hỏi một chút nguyên ứng long nghe ngóng rất nhanh liền đạt được đáp án nguyên lai like, cửa hang có áp lực cực lớn càng tiến vào sâu áp lực càng lớn căn bản không phải nhất bộ thiên tôn có thể địch nổi, xông vào là tự mình muốn chết. Cho nên tất cả mọi người đang chờ, cái bí cảnh này đã xuất hiện, nói rõ thiên địa hoàn cảnh biến hóa, khẳng định có thể tiến vào. Nguyên ứng long ở chỗ này thời gian dài, còn đi qua tầng thứ ba, tầng thứ tư thậm chí tầng thứ 5, cho nên hắn nhận biết phần lớn người, giới thiệu từng cái cho mọi người. Lần này, top 100 trên hiện bảng tầng không gian thứ hai tới chí ít một nửa, xếp hạng cao nhất chính là vị thứ bảy, tên cảnh huyền đan, ở tầng thứ hai đã dừng lại hơn 7 vạn ức năm, mà luyện tu vi đến cực hạn, chỉ nói chiến lực, có thể tranh nhóm mạnh nhất. Tầng thứ ba, tầng thứ tư cũng có người thực lực cường đại, dù nơi này áp chế tu vi, nhưng thực lực của bọn hắn cũng không thể khinh thường. Lăng Hàn không sợ, coi như nơi này không có áp chế tu vi, hắn cũng không sợ tam bộ thiên tôn, huống chi hiện tại. Ta đi xem tình huống một chút, chương 3129, thiên tôn ký hiệu hiện. Hắn nhanh chân mà đi, dẫn đầu đi về phía thác nước, một lỗ thủng vô cùng to lớn trong lòng núi từng khối đại lục vỡ vụn cũng có thể từ bên trong tuôn ra có thể thấy được nó to lớn đến cỡ nào thấy lăng hàn bay vào không ít người đều khinh thường cảm thấy lăng hàn không biết lượng sức nhiều cường giả như vậy đều thử qua người còn không hết hy vọng khoe khoang người này là ai quá coi trọng mình a à? a à, người ngược lại là xem thường người này thế nào hắn vẫn là nhân vật phong vân gì sao lăng hàn nghe nói qua chưa a à, chẳng lẽ là lang hàn ở tầng thứ nhất kia không sai hiện tại hắn đã bước vào thiên tôn ở tầng thứ hai nguyên lai like là hắn bất quá xem như hắn lại thế nào chỗ kia ngay cả nhị bộ thiên tôn cũng có thể xoắn nát chúng ta đều bị áp chế tu vi ngay cả tam bộ cũng chỉ có thể ngồi đợi lực áp chế biến mất ha ha trẻ tuổi nóng tính khẳng định nghĩ có thể làm việc người khác không thể liều một lần a à. hư thật sự coi mình có thể sánh vai với ngô hạo dương sao không ít người đều lắc đầu Lăng Hàn đã sớm ở trong tranh đoạt thiên kiêu đỉnh cấp tụt lại phía sau, hiện tại Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, Tân Khí Hổ đều là tứ bộ thiên tôn, nhưng Lăng Hàn mới vừa vặn nhất bộ, làm sao so. Lăng Hàn bay đến trên không thác nước, tiến vào ngọn núi, thác nước cũng thành dòng sông, còn muốn rộng lớn hơn Hải Dương, mình mông vô bờ, dù lấy thị lực của thiên tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai bên vách núi. Không qua một hồi, hắn liền cảm ứng được áp lực cực lớn đánh tới, ngăn cản hắn tiến về phía trước. Lực lượng như vậy đạt đến cực hạn của nhất bộ, tin tưởng phần lớn nhất bộ thiên tôn đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, không cách nào tiến vào, nếu cậy mạnh, có khả năng sẽ bị ép thành mảnh vỡ. Lăng Hàn lại không quan tâm, trong cơ thể có lực lượng vị diện vô tận phun trào, để hắn như dẫm trên đất bằng, tốc độ không chậm chút nào. Càng về phía trước, áp lực này còn đang tăng thêm. Nơi này là năm đó tầng thứ tư cùng tầng thứ hai trùng điệp, bởi vậy, rất nhiều nơi có lực lượng thiên địa của tầng thứ tư là nhằm vào tam bộ thiên tôn, áp lực vượt xa nhất bộ. Nguyên bản, đây là khó giải, tam bộ đến nơi này cũng phải bị áp chế tu vi đến nhất bộ, làm sao đi sông cấp bậc tam bộ. Trừ khi lục bộ thậm chí thất bộ thiên tôn xuất thủ, bọn hắn có thể đỉnh lấy thiên địa áp lực cưỡng ép phá đi. Lực lượng của Lăng Hàn hoàn toàn đến từ bản thân, bởi vậy hắn là một lệ riêng, một đường đi tới, 7 ngày sau, hắn thấy được đầu nguồn chân chính của thác nước, ở đây xuất hiện một cái hồ nước cự đại, một góc xuất hiện lỗ hổng, nước chảy ra liền tạo thành thác nước màu đen to lớn. Không thể tưởng tượng nổi, thác nước màu đen đã to lớn đến mức nào, nhưng chỉ là một lỗ hổng do hồ nước hình thành. Lăng Hàn đứng ở phía trên hồ, chỉ cảm thấy phía dưới có sát khí vô tận phóng lên, để hắn cảm giác được có chút áp lực. Đây là khí tức của tam bộ cấp, lúc trước, vô số cường giả chính là chôn xương ở dưới hồ này a. À. Thân hình Lăng Hàn rơi xuống, muốn đi vào hồ nước, nhưng hắn rất nhanh liền ngừng lại, thủy áp thật đáng sợ. Hắn có thể địch nổi tam bộ, thậm chí có thể chiến thắng phần lớn tam bộ thiên tôn, nhưng dưới cái hồ này năm đó mai táng bao nhiêu tam bộ. Những tam bộ này cộng lại, dù đã sớm không có lực lượng năm đó, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mấy vạn mấy chục vạn chôn ở chung một chỗ, sinh ra sát khí xác thực không phải tam bộ nào có thể đối kháng. Lăng Hàn không thể không lui trở về, hắn đứng ở phía trên hồ quan sát. Mấy ngày sau, mặt hồ đột nhiên dậy sóng, oanh, gợn sóng này quá lớn lập tức liền nhấc lên đầu sóng cao mấy chục vạn trượng điên cuồng vỗ tới lang hàn không thể không nhượng bộ lui binh nếu như bị đầu sóng này đập chúng đâu chỉ là đón đỡ mấy trăm hơn ngàn tam bộ thiên tôn liên thủ cho dù là hắn cũng bị đập đến không thành hình người sóng lớn phun trào cuốn lên đầu sóng vô biên không có lửa làm sao có khói vì cái gì mặt hồ bình tĩnh lại đột nhiên sống sóng lang hàn cẩn thận quan sát sau khi sóng lắng lại đáy hồ đột nhiên có kim quang màu vàng hiện động kia là một phù văn Lăng Hàn ngưng mắt, nhưng hắn lập tức lắc đầu, mặt hồ còn không có bình tĩnh trở lại, khiến cho phù hiệu màu vàng kia một mực đung đưa, khó bắt giữ. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, cái ký hiệu này giống như bị che khuất, chỉ lộ ra một phần ba. Thiên tôn ký hiệu, Lăng Hàn có thể khẳng định, dù bộ dáng vô cùng mơ hồ, nhưng ở trong thức hải chiếu rọi vẫn để hắn cảm giác tốc độ câu thông năng lượng thiên địa tăng lên một chút. Quả nhiên, nơi này thật có thiên tôn ký hiệu, Lăng Hàn do dự, muốn mang bọn người nữ hoàng tới hay không, nhưng hắn lập tức lắc đầu nơi này áp lực quá lớn làm sao cũng phải tam bộ mới có thể đối kháng dù mang bọn hắn tới lại như thế nào hắn ở chỗ này quan sát thiên tôn ký hiệu muốn nắm giữ đáng tiếc cái ký hiệu này chẳng những mơ hồ hơn nữa rất nhanh liền biến mất lang hàn ngồi ở chỗ này chính là nửa năm hắn cũng hầu như biết quy luật chỉ có khi hồ nước sinh chiều cái ký hiệu này mới có thể nổi lên kéo dài đại khái chừng nửa canh giờ nhưng lúc nào sẽ sinh chiều lại hoàn toàn không có quy luật có đôi khi một ngày, có đôi khi thì hơn 10 ngày. Lại nửa năm sau, Lăng Hàn quyết định đi ra ngoài trước, bởi vì hắn đã nắm giữ được 7-8 phần của ký hiệu này, trừ khi có thể xâm nhập đáy hồ, nếu không ở chỗ này có thể nhìn thấy cũng chỉ như vậy. Lăng Hàn đường cũ trở về, chỉ mấy ngày sau, hắn liền xuất hiện ở miệng núi. Nhìn thấy Lăng Hàn ra, tự nhiên có không ít người nghị luận ẩm ý. Vẫn là gánh không được, trốn ra À. Bất quá, hắn ở bên trong giữ vững được hơn một năm, cái này cũng không đơn giản, ha ha, người thực sự tin tưởng hắn là tiến vào chỗ sâu sao. Ta nói hắn khẳng định chỉ ở phía ngoài dừng lại hơn một năm, cho người cảm giác là hắn một mực xâm nhập, để chúng ta chấn kinh. Kia thật là quá không muốn mặt, không có người tin tưởng lăng hàn có thể đi đến đầu nguồn thác nước, cái này quá không hiện thực, ngay cả tam bộ thiên tôn cũng khó có khả năng làm được. Lăng hàn hoàn toàn không có coi ra gì, hắn đi tới trước mặt đám người nữ hoàng. Thế nào, Vũ Hoàng hỏi, chương 3130, tiến vào, lăng hàn nói sơ lược tình huống một lần để tất cả mọi người lòng ngứa ngáy bọn hắn cũng muốn đi xem ký hiệu kia đáng tiếc áp lực kinh khủng còn không có tiêu trừ hiện tại đi vào tương đương với đang chịu chết nguyên ứng long lại không giống những người khác tràn đầy lòng tin với lăng hàn như vậy hắn thấy không đạt tam bộ thiên tôn là không thể nào tiến vào được hơn nữa còn phải là tam bộ tu vi không bị áp chế cho nên coi như lăng hàn thật sự là tam bộ thiên tôn cũng không thể nào làm được đó nhất định là nói hưu nói vượn Hắn âm thầm lắc đầu, Lăng Hàn chỉ vì mọi người chú ý mới nói như vậy, mà sở dĩ dám nói loạn như vậy là bởi vì căn bản không có người đi vào bên trong. Ai, nhưng áp lực nơi này sớm muộn gì sẽ tiêu tán, đến lúc đó mọi người đi vào liền có thể phát hiện Lăng Hàn nói hưu nói vượt, cái này lại cần gì chứ? Nguyên ứng lòng giấu ở trong lòng không có nói ra, dù sao thực lực của Lăng Hàn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, chút mặt mũi này còn phải bán. Mọi người đều chờ, hiện tại ai cũng không có biện pháp gì người tới càng ngày càng nhiều, tam bộ, nhị bộ, nhất bộ đều có, còn có tùy tùng chuẩn thiên tôn, tầng 9, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người không có bộc phát xung đột gì, đều ngồi an tĩnh, hiện tại tất cả mọi người không có xung đột lợi ích, nhưng nếu áp lực nơi này tiêu trừ, có thể tiến vào bí cảnh, tình huống kia lại là chuyện khác. Tất cả mọi người rất kiên nhẫn, dù sao nơi này cũng có thể tu luyện, chỉ là hiệu suất sẽ thấp hơn một chút. Lăng Hàn đã dùng tới ký hiệu mới được, hắn phát hiện, mình câu thông thiên địa hiệu suất lại tăng lên, nhưng chỉ là từ 32 lần đi tới 34 lần, nhìn như tăng lên không lớn, nhưng phải biết, đây chỉ là một ký hiệu mơ hồ mà thôi. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh, như vậy hiệu quả tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng. Lăng Hàn lại thử dung nhập thiên tôn ký hiệu trong chiến đấu, hắn phát hiện mỗi một thiên tôn ký hiệu ở trước khi sử dụng đều cần bổ sung năng lượng, mà trong quá trình sử dụng, cái kia chính là phóng năng lượng. Thời điểm thiên tôn ký hiệu hoàn toàn ảm diệt, nó liền không thể dùng nữa, nhất định phải chờ một lần nữa bổ sung năng lượng mới được. Thiên tôn ký hiệu có thể phối hợp thiên tôn bảo thuật chung một chỗ sử dụng, làm cho uy lực trồng lên. Đáng tiếc là, thiên tôn ký hiệu không thể chung một chỗ vận chuyển, dù chung một chỗ vận chuyển, uy lực cũng không thể tăng lên, chỉ tăng nhanh quá trình phóng năng lượng. Nhưng mà, dù cho như vậy, nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng nhiều, đối với chiến lược tăng lên cũng càng rõ ràng, bởi vì quá trình phóng năng lượng chỉ có một canh giờ mà thôi cho nên, nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng nhiều, thì càng có thể duy trì chiến lực bản thân. Hơn nữa thiên tôn ký hiệu khác biệt ra chỉ chiến lực cũng không giống nhau, Lăng Hàn thử qua, 8 ký hiệu trong cơ thể hắn, 7 ký hiệu được từ tiên ma kiếm đều chỉ có thể tăng chiến lực của hắn lên gấp 10 lần, nhưng ký hiệu không chọn vẹn kia lại có thể đạt tới gấp 12 lần. Cái này vẫn là ở dưới trạng thái không chọn vẹn, nếu hoàn chỉnh thì sao? Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, hắn nhất định phải bù xong ký hiệu này. Theo thời gian trôi qua, đám người phát hiện áp lực nơi này đang từ từ biến mất. Chiếu xu thế như vậy, không ngoài một năm, áp lực nơi này sẽ hoàn toàn biến mất. Có người phỏng đoán, quả nhiên, nửa năm trôi qua, có người mạo hiểm tiến vào, phát hiện so với thời điểm trước kia, có thể xâm nhập khoảng cách gia tăng thật lớn. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tiến vào, sợ áp lực lại đột nhiên hoàn toàn biến mất, bị người đoạt tiên cơ. Bọn hắn theo dòng sông mà đi, một đường bay lượn. Nguyên ứng long kinh ngạc phát hiện, tình huống nơi này chính như Lăng Hàn nói. Chẳng lẽ, trước đó Lăng Hàn nói đều là thật, không không không, hắn lập tức lắc đầu, thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, có lẽ xác thực đến nơi này, vậy dĩ nhiên có thể phát hỏa tình huống ra. Nhưng càng đi về phía trước, hoang ngôn của Lăng Hàn khẳng định sẽ bị vạch trần. Đi đến địa phương không sai biệt lắm 2 phần 3, bọn hắn ngừng lại, áp lực phía trước y nguyên còn đó. Lại nửa năm sau, bọn hắn lại tiếp tục tiến lên, sau đó lại gặp áp lực, lần nữa dừng lại. Cứ như vậy, không sai biệt lắm 3 năm sau, hồ lớn rốt cục ngay ở trước mắt. Đến đầu nguồn, tất cả mọi người hưng phấn, Nguyên Ứng Long cùng các tiểu đệ của hắn thì chấn kinh đến tê cả ra đầu, bởi vì hết thảy chính như Lăng Hàn nói, giống như hắn thực sự tới qua nơi này. Khả năng sao? Nghĩ đến trước đó nơi này áp lực khủng bố như vậy, Lăng Hàn lại có thể như dẫm trên đất bằng, đây thật là một nhất bộ thiên tôn, xác định không phải lục bộ thiên tôn giả trang. Bọn hắn nhìn về phía Lăng Hàn không khỏi kính sợ nguyên bản chỉ cho rằng lăng hàn mạnh hơn bọn hắn, đến cùng mạnh đến mức nào lại hoàn toàn không rõ ràng, nhưng bây giờ bọn hắn lại biết đây là độ cao chỉ có thể ngưỡng vọng. Mấy ngày sau, mặt hồ sinh chiều, nhấc lên đầu sóng khủng bố vô biên, để tất cả mọi người hít khí lạnh, nếu bị đập chúng, đoán chừng tam bộ thiên tôn cũng chỉ có chấn thành thịt nát. Nhưng đầu sóng qua đi, mặt hồ có kim quang hiện động, hóa thành một ký hiệu không trọn vẹn lại làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn. Thiên tôn ký hiệu, bọn hắn đều không kịp chờ đợi, chỉ cần áp lực nơi này tiêu trừ, bọn hắn liền ẩn vào đáy hồ, tìm tới Thiên Tôn ký hiệu, độc chiếm thiên đại tạo hóa này. Ở khoảng cách xa như vậy mặc dù không có khả năng thấy rõ ràng, nhưng làm sao cũng có thể lãnh hội đến một chút huyền ảo, bởi vậy tất cả mọi người quan sát, nắm giữ một chút xíu, như vậy chiến lực, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên một chút xíu. lang Hàn đứng chắp tay, hắn sớm đã nhìn rõ Thiên Tôn ký hiệu mơ hồ này, hơn nữa bởi vì vấn đề khoảng cách, hắn nhìn thấy ký hiệu còn muốn hoàn chỉnh một chút hắn hộ pháp thay đám người nữ hoàng, miễn cho bọn hắn ở thời điểm lĩnh hội có người quấy rối. Mỗi qua tầm vài ngày, áp lực nơi này liền sẽ giảm bớt một chút, đám người cũng có thể tiến lên trước một chút, cách hồ nước càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng thiên tôn ký hiệu. Suốt cục, lại ba tháng sau, áp lực nơi này hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đại hỉ, có người nhảy vào trong hồ nước, lặn xuống phía dưới đi tìm thiên tôn ký hiệu, một khi ký hiệu này chân chính xuất thế, có thể tồn tại thời gian liền cực kỳ có hạn sẽ nhanh chóng biến mất. Chương 3131, tứ bộ cũng đến. Cho nên, muốn có được liền nhanh, chỉ ít không thể lạc hậu hơn người khác. Chỉ một hồi, những người ẩn vào đáy hồ kia liền nhao nhao ló đầu ra ngoài, mỗi một cái toàn thân mang máu, vô cùng chật vật. Áp lực trong hồ này cũng không có biến mất, bọn hắn căn bản lặn không được bao sâu, chỉ có thể trở về. Có thể làm cho Thiên Tôn cũng chật vật như thế, cũng chỉ có nơi này. Đám người đều gãy kích mà về tự nhiên không có người còn dám xuống hồ. Những người kia không chỉ top 100 trên hiện bảng của tầng thứ hai, còn có thứ ba, tầng thứ tư, cái nào cũng là đại nhân vật có thể chấn áp càn khôn, để thiên địa thất sắc, nhưng ở nơi này, cả đám đều chỉ có thể án lấy quy củ tới. Lực lượng của vị diện siêu cao cấp quá cường đại, sau mười mấy ngày, trong hồ nước đột nhiên giấy lên thủy triều, mà lần này đầu sóng lại khủng bố hơn dĩ vãng rất nhiều, cao chừng trăm vạn trượng, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều bị đập tới, làm cho tất cả mọi người biến sắc nếu bị đập chúng, ngay cả thiên tôn cũng phải chơi xong. Âm âm, nương theo chiều cường, còn có tiếng đại địa oanh minh, giống như xảy ra địa chấn. Bất quá, chỉ cần là thiên tôn đều có thể cảm ứng được không gian biến hóa, đây không phải là không gian quy tắc, mà là vị diện đẻ ép mới có thể sinh ra không gian biến hóa. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, bởi vì hai vị diện siêu cao cấp va chạm thật đáng sợ, ai biết sẽ có nguy hiểm cỡ nào, nhưng biến hóa cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ, nói không chừng thiên tôn ký hiệu kia sẽ chân chính xuất thế qua một hồi thật lâu đầu sóng mới rốt cục suy yếu giảm đi mà nước trong hồ lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm càng có một lỗ đen sâu không biết bao nhiêu đen thấm, để cho người ta thấy mà sợ a à, ừm a à, không ít thiên tôn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn kỹ sẽ phát hiện đây đều là tam bộ thiên tôn đến từ tầng thứ tư chỉ có một người ngoại lệ lăng hàn bọn hắn đều cảm ứng được có mấy đạo khí tức cường đại từ đáy hồ phi thăng tới không có cách coi như áp chế tu vi tam bộ thiên tôn khẳng định cũng ở từng phương diện mạnh hơn nhị bộ, nhất bộ, chỉ là mạnh đến mức có hạn mà thôi. Chỉ một hồi, nhị bộ thiên tôn cũng có cảm ứng, sau đó là nhất bộ, cuối cùng, ngay cả chuẩn thiên tôn, tiên vương tầng 9 cũng cảm ứng được. Nhưng vào lúc này, bành bành bành, chỉ thấy trung tâm vòng xoáy đã bay vụt ra hơn 10 đạo thân ảnh, đều cực kỳ to lớn, mà điểm giống nhau là chân, tay, mắt, đầu đặc biệt nhiều, chỉ là trên thân mỗi một quái vật đều hiện đầy vết thương, còn chảy xuôi máu tươi. Đây là sinh vật do cuồng loạn sáng tạo ra. Ánh mắt của Lăng Hàn siết chặt, nhìn khí tức trên thân những quái vật này phát ra, bọn chúng rõ ràng đã tồn tại vô số năm, không giống tân binh mỗi lần đến công thành, khí tức thời gian vô cùng yếu kém. Chẳng lẽ, đây là cuồng loạn quân năm đó lúc không gian trùng điệp còn chưa chết sao? Chỉ là mười mấy dư nghiệt mà thôi, có thiên tôn khinh thường nói, hắn là đại năng đến từ tầng thứ tư, trực tiếp tiến lên động thủ. Hắn dẫn đầu, những người khác đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, cùng nhau tiến lên bình thường đều là cuồng loạn quân ỉ vào nhiều người khi dễ ít người nhưng lần này lại hoàn toàn tiêu phản mười mấy quái vật bị mấy ngàn thiên tôn vây đánh rất nhanh liền bị oanh sát thành cặn bã nơi này áp chế tu vi đều là nhất bộ ưu thế số lượng quá trọng yếu đây đều là tam bộ chiến đấu hoàn tất tất cả mọi người phân tích tình huống cụ thể của những quái vật này năm đó lúc không gian trùng điệp còn sót lại qua mấy kỷ nguyên bọn chúng cũng mở ra trí tuệ nếu không phải có ưu thế số lượng bọn chúng cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. còn tốt có lực lượng vị diện áp chế, bọn chúng dù sao số lượng ít, không thành tài được. bất quá, nơi này thế mà còn có dư nhiệt của cuồng loạn quân còn sống, thật là khiến người ta không tưởng được. những quái vật này có thể ra, có phải ý nghĩa chúng ta cũng có thể đi xuống hay không? tất cả mọi người suy đoán, bởi vì những quái vật này đều có thể còn sống từ đáy hồ đi ra, chỉ thụ trọng thương mà thôi, như vậy bọn hắn hẳn cũng có thể xuống dưới lập tức liền có không ít người thả người nhảy xuống nơi này không có nước hồ đè ép tự nhiên sẽ không cần tiếp nhận áp lực đáng sợ nếu không trước đó những cuồng loạn quân kia cũng không có khả năng xuất hiện chúng ta cũng nhanh một tiểu đệ của nguyên ứng long nói thiên tôn ký hiệu a quá chân quý lang hàn khoát khoát tay đừng nóng vội hắn cảm thấy vòng xoáy này không ổn định đừng vạn nhất người vừa vào nhưng nước hồ đột nhiên bao trùm tới vậy thì tương đương với vô số tam bộ thiên tôn chung một chỗ xuất thủ thử hỏi có ai khiêng được Nguyên Ứng Long cũng gật đầu, không nên vọng động, phần lớn người đều khắc chế tham lam của mình, ở trong di thích cổ đoạt bảo dĩ nhiên cần gan lớn, nhưng không chú ý hết thảy mạnh mẽ đâm tới lại không phải dũng cảm, mà là lỗ máng. Có người mở miệng cảnh cáo, nhưng rất nhiều người y nguyên tự ngạo, không nghe. Ở bọn hắn xem ra, đây là cơ duyên thuộc về mình, tuyệt không cho phép bỏ lỡ, Lạc Hậu một bước, nói không chừng thiên tôn ký hiệu sẽ bị người khác đoạt được. Bọn hắn lặn xuống, rất nhanh liền biến mất khỏi cảm ứng của đám người chỉ là nửa nén hương thời gian, oanh, đại địa lại run rẩy dữ dội, oanh, nhấc lên sóng lớn, có đại lượng nước hồ từ miệng vòng xoáy rơi xuống. Tất cả mọi người biến sắc, nhiều nước hồ rơi xuống như vậy, làm sao cũng tương đương với trên trăm tam bộ thiên tôn chung một chỗ xuất thủ, cần bao nhiêu nhất bộ liên thủ mới có thể đối kháng. Chí ít không phải những người trong hồ kia, xong, chỉ có ngần ấy thời gian bọn hắn khẳng định không có khả năng đi tới đáy hồ, vậy thì không có địa phương có thể tránh né, khẳng định đều chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người lắc đầu, ngay cả tam bộ thiên tôn cũng không thể tránh được, đừng nói bọn hắn ở chỗ này bị áp chế lực lượng, coi như có thể toàn lực phát huy, đối mặt công kích như vậy cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, đâu còn có thể đi cứu người. Không có cách, đây là những người kia tự tìm, đám người kiên nhẫn chờ đợi, lại qua một hồi, vòng xoáy đang dần dần biến lớn, mà mặt hồ lại bắt đầu hạ xuống, hơn nữa tốc độ rất nhanh. chương 3132, tứ bộ cũng đánh. Không gian lần nữa đè ép, va chạm, cải biến hình dạng mặt đất, đáy hồ hẳn là tan vỡ, thậm chí liên thông vị diện mới, mới làm cho nước hồ bị rút ra. Nước đang nhanh chóng hạ xuống, mà đám người cũng cảm giác được, áp lực trong hồ nước đang nhanh chóng thu nhỏ. Tranh đoạt, sắp bắt đầu, ông, 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 lại mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay vụt tới, rơi vào bên cạnh hồ nước, nhìn qua tuổi tác khác nhau, nhưng ai cũng tản ra đại khí thế chân áp thiên địa. T, đây là, đại năng tầng thứ 5, tứ bộ thiên tôn, không ít người lập tức lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng bị kinh động. Còn tốt chính là, nơi này áp chế tu vi, ngay cả tứ bộ cũng chỉ có chiến lực nhất bộ, mọi người vẫn cạnh tranh công bằng. Thân Phi, Vũ Phong, Hà Lập Quần, Nguyên ứng Long đi qua tầng không gian thứ năm, hắn nhận ra chỉ ít một nửa tứ bộ thiên tôn. Hà, Lăng Hàn nao nao, Hà Lập Quần, cái này không phải lão tử của Hà Vũ Phong sao? Lúc trước Hà Vũ Phong ỉ vào mình đột phá chuẩn thiên tôn, còn có một lão tử là tứ bộ, công nhiên ở trong võ viện lấn hắn về sau thực lực của lăng hàn đại trướng trái lại đánh hà vũ phong tơi bời giải mối hận năm đó nhưng cái này khiến hà lập quần ghi hận còn không cho hắn xin nghỉ phép lòng giả vô cùng hẹp hòi hiện tại rốt cục nhìn thấy vị chính chủ này khóe miệng lăng hàn dần dần hiện lên nụ cười nơi này áp chế tu vi hà lập quần xem như đưa mình tới cửa sao tứ bộ thiên tôn giá lâm nhưng không có một cái nào nói chuyện ở trong mắt bọn họ tất cả mọi người nơi này là cặn bã, không đáng bọn hắn nhìn nhiều. Thiên tôn mỗi tranh lệch một cấp độ, thực lực chính là trời cùng đất, bọn hắn có tư cách đi kiêu ngạo. Bầu không khí rất một ngạt, ở trước mặt tứ bộ thiên tôn, ngay cả cường giả tam bộ cũng không tự nhiên, dù sao mọi người không có khả năng cả một đời lưu ở ngoại vực chiến trường, tứ bộ áp chế ai có thể không xem ra gì. Cường giả cần kính sợ, đây là chân lý tuyên cổ bất biến. Tất cả mọi người nhao nhao thối lui, rời xa những tứ bộ thiên tôn kia, phảng phất như dùng cái này biểu thị tôn trọng. Kỳ thật dạng đẳng cấp phân bố này rất tươi sáng, trước khi tứ bộ thiên tôn xuất hiện, chính là tam bộ thiên tôn độc dẫn phong tao, nhị bộ, nhất bộ nhất định phải kính trọng, đồng dạng, nhất bộ còn phải kính sợ nhị bộ. Đương nhiên, nếu như thiên tôn ký hiệu xuất hiện, thời điểm tranh đoạt bảo đảm không có người sẽ còn hạ thủ lưu tình, kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra mục tiêu trực chỉ một vị tứ bộ thiên tôn. Hà Lập Quân, a, à, gia hỏa này muốn làm gì? Hẳn là đi đập mông ngựa của tứ bộ thiên tôn sao? Không thì làm gì, khiêu khích sao? Không đúng, người kia là Lăng Hàn. Lăng Hàn thì thế nào? Ây, người này cực kỳ biết gây chuyện a. À? Thấy người này là Lăng Hàn, không ít người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn đều nghe nói qua sự tình của Lăng Hàn, biết tính tình người này vừa thúi vừa cứng, hơn nữa năm đó là cùng Ngô Hạo Dương đặt song song, muốn nói hắn sẽ đập mông ngựa một tứ bộ thiên tôn. Ai có thể tin tưởng? Uy uy uy, hắn muốn làm gì? Nguyên Ứng Long cũng gấp, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Lăng Hàn tùy tiện đi một chút, nhưng ngươi là đi thẳng vào một vị tứ bộ thiên tôn, đây là muốn làm gì? Tứ bộ thiên tôn a, tùy tiện phun một hơi liền có thể giết chết nhất bộ, dù nơi này áp chế lực lượng, nhưng cảnh giới càng cao khẳng định sẽ nắm giữ ưu thế lớn hơn. Hơn nữa, lấy tu vi nhất bộ khiêu khích tứ bộ, cái này phóng tới chỗ nào cũng không đúng. Nhưng đám người nữ hoàng đều là biểu lộ bình tĩnh, bọn hắn hiểu rất rõ lăng hàn, một khi ra hỏa này quyết định đi làm một việc gì, ai khuyên can được hắn. Không làm gì, hẳn chỉ là cùng hà lập quần luận bàn một mà thôi. Lăng kiến tuyết cười nói, khóe miệng của nguyên ứng long co giật, cùng tứ bộ thiên tôn luận bàn một chút. Người điên rồi a, à, dù người yêu nghiệt, nhưng tứ bộ thiên tôn cực có khả năng nắm giữ càng nhiều thiên tôn ký hiệu, đây là tích lũy, tuyệt không phải nhất bộ thiên tôn có thể so sánh. Lại nói, người không suy tính một chút trở lại thế giới bình thường sao, bị một vị tứ bộ thiên tôn để mắt tới, trong giây phút liền để người đẹp mắt a. À. Những tiểu đệ của hắn biểu lộ cũng khó coi, hận không thể tránh xa xa, cùng đám người lang hàn phân rõ giới hạn. Khi lang hàn vượt qua tất cả mọi người, tiến vào lãnh địa của Hà Lập Quần, hắn rốt cuộc thành công thắng được ánh mắt mọi người. Người này, muốn làm gì, chính là có chút tứ bộ thiên tôn đều đưa ánh mắt nhìn lại, đánh giá lang hàn. Hà Lập Quần cũng chăm chú nhìn Lăng Hàn, hắn nguyên bản bế nghĩa thiên hạ, căn bản không để bất kỳ một nhị bộ, tam bộ thiên tôn nào vào mắt, nhất bộ càng thêm không nhìn. Nhưng khi hắn thấy rõ bộ dáng của Lăng Hàn, con người lại có chút co rút lại. Lăng Hàn, hắn lập tức dâng lên sát ý, người lớn mật này lại dám lấn nhi tử mình, để hắn cực kỳ không vui. Bất quá, cũng phải cảm ơn người trẻ tuổi này, chính bởi vì hắn kích thích, Hà Vũ Phong đã bước vào nhị bộ. Hắn do dự, là lưu Lăng Hàn cho nhi tử đi thu thập, hay là mình trước tiên đánh hắn một trận ra ngụm ác khí đây cái gì cũng đừng nói tới đánh một trầu lăng hàn sốc lên nắm đấm trực tiếp xông tới tình huống như thế nào thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người dựa vào thật đúng là đánh a hà lập quần không nghĩ tới lăng hàn lại dám xuất thủ với mình nhất bộ chủ động khiêu chiến tứ bộ đây là đầu óc cháy hỏng sao nếu như là ở tầng thứ năm không cần tầng thứ năm coi như chỉ là thứ tư thứ ba hắn tùy tiện vung tay lên là có thể chấn áp lăng hàn nhưng nơi này là tầng thứ hai hắn chỉ có được lực lượng của nhất bộ thiên tôn nhiều nhất chính là đạt đến nhất bộ đỉnh phong làm sao dám khinh thị lăng hàn hắn vội vàng xuất thủ chống đỡ về phía lăng hàn bành nhưng phòng ngự của hắn ở trước mặt lăng hàn lại thùng rỗng kêu to lăng hàn đảo qua một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt hà lập quần lập tức đánh cho hắn máu mũi chảy dài cả người tung bay lăng hàn đuổi kịp bành 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 song quyền huy động liên tục như mưa to gió lớn. Tứ bộ lại như thế nào? Ở chỗ này, Lăng Hàn có thể vỗ ngực nói, dù Ngũ Bộ Thiên Tôn tới cũng phải gọi hắn là ca. Chương 3133, mực nước lùi một. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn Hà Lập Quần như đống cát mặc cho Lăng Hàn oanh kích, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đây thật là nhất bộ cùng Tứ bộ đánh sao? Không ít người dâng lên xúc động xoa ánh mắt, muốn xác nhận một chút đây có phải là thực hay không. Dù nơi này áp chế lực lượng tứ bộ cũng chỉ mạnh hơn nhất bộ thiên tôn phổ thông chút điểm, cần phải chú ý là mạnh hơn nhất bộ A, làm sao lại bị lăng hàn xem như đống cắt đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nguyên ứng long càng tái mặt, hắn thề, lần này sau khi trở về nhất định phải cùng lăng hàn phân rõ giới hạn, nếu không hà lập quần giết trở lại báo thù, hắn nói không chừng cũng phải bị liên lụy. Một vị tứ bộ thiên tôn ở trước mặt mọi người bị nhất bộ hành hung, đây là sỉ nhục cỡ nào? Nếu Hà Lập Quần không báo thù, hắn cũng xấu hổ là tứ bộ, trên thực tế coi như hắn báo thù cái sỉ nhục này cũng khẳng định là rửa không sạch tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ cái kia chính là lăng hàn quá to gan lớn mật tại sao lại đắc tội chết một vị tứ bộ thiên tôn chẳng lẽ ngươi còn có thể giết hắn sao nhưng không thể không thừa nhận chính là thực lực của lăng hàn quá mạnh hẳn là người mạnh nhất trong nhất bộ a không hổ là gia hỏa ở tầng thứ nhất lập xuống chiến công hiển hách mới đầu còn tưởng rằng là truyền ngôn phóng đại hiện tại xem ra người này đúng là có bản lĩnh thật sự tất cả mọi người cảm khái. Banh, Lăng Hàn một quyền đánh Hà Lập Quần đổ nhào trên mặt đất, sau đó dẫm chân phải ở trên ngực hắn. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể giao lưu trao đổi A. À. Hà Lập Quần tức giận đến thổ huyết, hắn còn đang suy nghĩ muốn trước đánh Lăng Hàn một trận hay không, kết quả ngược lại bị Lăng Hàn hung hăng hành hung. Hắn thực sự có loại xúc động muốn chết, trước mặt nhiều người như vậy, đường đường tứ bộ thiên tôn còn có mặt mũi sao. Người trẻ tuổi, không cảm thấy quá mức sao có một tứ bộ thiên tôn ung dung nói, Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang, không phục, tới chiến, nếu không ít kỳ kỳ méo mó cho ta. Tứ bộ thiên tôn lập kia thức nghẹn lời, sau đó gương mặt đỏ bừng lên, có một loại xúc động ra tay giết người. Tiểu tử ngươi cũng quá ngang đi, thật không coi tứ bộ thiên tôn là cái gì. Nhưng nghĩ nghĩ thực lực của mình so với Hà Lập Quần cũng không có tranh lệch bao nhiêu, cao hơn một chút, nhưng cũng không có đạt tới trình độ nghiền ép nếu giao thủ với Lăng Hàn đoán chừng kết cục của hắn không khác gì Hà Lập Quân. Dù rời đi nơi này giết lăng hàn toái thì vạn đoạn lại như thế nào, Sỉ nhục này rửa sạch sao. Cho nên, hắn không còn lên tiếng, đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Một tứ bộ bị lăng hàn dẫm ở dưới chân, một cái khác thì bị quát lui, lăng hàn thật sự là muốn nghịch thiên A. À. Đương nhiên, hết thảy đều phải nhìn hạn chế, cái kia chính là ở trong tầng không gian thứ hai. Thằng nhãi danh, hà lập quần cắn răng, ánh mắt um tùm, giống như muốn phun ra lửa, còn không thành thật, Lăng Hàn bành 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 dẫm chân, để Hà Lập Quần kêu rên, đau đến tận xương. Tất cả mọi người cảm khái, ở chỗ này còn có ai là đối thủ của Lăng Hàn. Bọn hắn nhìn về phía cảnh huyền đan, đây là cường giả xếp hạng thứ bảy ở tầng thứ hai, sau đó lại nhìn về phía thành quang khải, đây là thiên kiêu xếp hạng thứ chín, còn có sử vũ viễn, vị này xếp hạng thứ 10. Còn có thứ ba, cường giả trên hiện bảng tầng thứ tư, không ít đều là xếp hạng trước năm trăm. Những người này đều là ánh mắt lấp lóe, Bọn hắn ở trong lòng suy tính lấy tỷ lệ thủ thắng khi đánh với Lăng Hàn một trận, dưới lực lượng áp chế, khả năng bọn hắn có thể thắng được. Chưa tới một thành, đánh nhau cùng cấp, chỉ có một thành phần thắng, mà bọn hắn đã là cường giả trên hiện bảng. Vừa so sánh, Lăng Hàn cường đại liền sôi nổi lên giấy. Trung thực rồi, Lăng Hàn cúi đầu nhìn Hà Lập Quần. Hà Lập Quần cắn răng không nói lời nào, hắn là tứ bộ thiên tôn, làm sao có thể ngay cả chút cốt khí ấy cũng không có. Người có thể bại, nhưng khí thế không thể yếu, Tôn nghiêm không thể ném, chỉ cần sau khi ra ngoài. Hắn sẽ để cho Lăng Hàn hối hận. Không thành thật, vậy thì đánh tới người thành thật. Lăng Hàn lại bắt đầu đánh, hắn không quan trọng a, à, dù sao người bị đánh cũng không phải hắn. Hà Lập Quân thảm rồi, rất nhanh liền bị đánh cho vết thương trồng chất, nhưng năng lực tự lành của thiên tôn quá cường đại. Dù hắn không phải chuyên tu phòng ngự, nhưng tứ bộ thiên tôn không biết mạnh mẽ hơn nhất bộ bao nhiêu lần, năng lực tự lành đương nhiên cũng mạnh. Hắn không ngừng bị đánh cho trọng thương sau đó lại nhanh chóng phục hồi như cũ, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn, để hắn có loại cảm giác sống không bằng chết. Tiểu tử này, có chút giống phong thái của bản tọa năm đó. Hắc lư mặt mũi tràn đầy thưởng thức, người bây giờ cũng chỉ là nhất bộ, sao là có năm đó mà nói. Đại hắc cầu không lưu tình chút nào vạch trần, tiểu tử này giống cầu ra, là cầu ra một tay đào tạo ra. Nguyên ứng long thì cảm thấy choáng đầu, dưới chân lung la lung lay, làm sao cũng đứng không vững. Hắn thật sự là sợ, vốn cho rằng tìm tới một cường Việt, kết quả lại là một siêu cấp tai tinh. Hà Lập Quần ngược lại rất kiên cường, làm sao cũng không chịu cầu xin tha thứ, đây là giới hạn thấp nhất của hắn, nếu ở trước mặt mọi người cầu xin tha thứ, vậy về sau hắn cũng không có mặt mũi làm người. Lăng Hàn nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, một bên đánh một bên chờ lấy mực nước hạ xuống. Không có người khuyên, một là không phải đối thủ của Lăng Hàn, thứ hai bọn hắn cùng Hà Lập Quần không có giao tình gì, cần gì phải tự đòi mất mặt. Cứ như vậy qua bốn ngày sau, mực nước đã ngã xuống không còn tất cả mọi người nhao nhao nhảy vào trong hồ hiện tại nơi này biến thành một cái hố cực lớn lang hàn cũng một cước đá bay hà lập quần hắn không có khả năng giết chết đối phương bằng không thì về sau hắn cũng không cần về ngoại vực chiến trường hắn cũng không sợ hà lập quần tìm mình báo thù ở tầng không gian thứ hai hắn là vô địch mà hắn cũng sẽ không vĩnh viễn vây ở chỗ này khi hắn dảo bước tiến lên nhị bộ chiến tứ bộ tuyệt đối không thành vấn đề đi hắn nhìn đám người nữ hoàng gật đầu đám người nhao nhao nhảy vào trong hồ nước, đi nhanh. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Lại quang hỏi, chương 3134, mực nước lui 2. Nguyên ứng long cắn cắn răng, chúng ta đã lên thuyền giặc, hiện tại xuống không được rồi, cho nên, lần này liền theo lăng hàn. Chờ sau khi rời đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ. Ừm, bọn người lại quang gật đầu, lăng hàn một ngựa đi đầu, chân đạp phách hồ, lực lượng bắn ra, tốc độ của hắn nhanh chóng chỉ sau gần nửa ngày đám người lại lần nữa đi tới trên mặt hồ nước hồ cũng không có trừ sạch mà lúc này vòng xoáy đã biến mất mực nước đình chỉ hạ xuống bất quá ở chỗ này đã có thể nhìn thấy đáy hồ không hơn vạn trượng đối với thiên tôn mà nói điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào bởi vậy liền có người nhao nhao muốn thử khoảng vạn trượng thủy áp cũng không có khả năng đạt tới tình trạng không thể tiếp nhận a à. đi phộc oành phộc oành lập tức liền có rất nhiều người nhảy vào đáy hồ mà trong đó còn bao gồm mấy tứ bộ thiên tôn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn lẫn nhau, cũng đồng dạng nhảy vào trong hồ nước, bọn hắn đều có thực lực trên nhất bộ, ở chỗ này có thể quét ngang. Tiến vào trong hồ, Lăng Hàn cùng nữ hoàng lập tức cảm giác được áp lực đánh tới, nhưng hai người đều mở ra một cái hộ thuẫn, bài xích thủy áp ở bên ngoài, hiện tại những áp lực này đối với bọn hắn mà nói là chuyện nhỏ. Những người khác cũng nhất nhất nhảy vào trong hồ nước, lúc này liền có thể nhìn ra thực lực của mỗi người có ít người mới chỉ lặn ngàn trượng liền không chịu nổi, hộ thuẫn vỡ vụn, thủy áp nghiền ép, toàn thân lập tức vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ chung quanh, không thể không bơi lên, nếu không chính là đang tự tìm đường chết. Có người tới hai ngàn trượng mới bơi lên, có ít người thì chống đến ba ngàn trượng, đây là thể hiện thực lực cực kỳ trực quan. Đến năm ngàn trượng, người còn thừa không đủ một trăm. Bên Lăng Hàn, ngoại trừ Duyên Sinh Thiên Tôn cùng Vũ Hoàng, những người khác đã sớm không chịu nổi, mà Duyên Sinh cùng Vũ Hoàng cũng cực kỳ quá sức, hộ thuẫn lung lay sắp đổ. Bất quá ở chỗ này, có thể càng rõ ràng hơn nhìn đến thiên tôn ký hiệu, mặc dù không có hiển lộ ra càng nhiều, nhưng bởi vì hồ nước không còn ba động, tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Hai người ngừng ở chỗ này, quan sát lấy ký hiệu. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tiếp tục bơi xuống, bọn hắn còn không có đạt tới cực hạn. Sáu ngàn trượng, bảy ngàn trượng, để Lăng Hàn kinh ngạc chính là, đến chiều sâu này thế mà còn có những người khác. Cảnh Huyền Đan, Thành Quang Khải, Sử Vũ Viễn, Thạch Trung Hà, Sư Mộng Ngọc. Đều là nhân vật nhất bộ bài danh phía trên của hiện bảng, ngược lại là mấy đại lão tầng thứ năm đều không thấy. Nơi này áp chế tu vi, nhìn là năng lực đánh nhau cùng cấp, tuyệt không phải tu vi cao nhất định càng mạnh. Tỷ như Lăng Hàn, tỷ như Nữ Hoàng, lại tỷ như đám người cảnh huyền đan. Những người này một mực rất điệu thấp, cho đến lúc này mới bạo phát ra thực lực siêu việt nhất bộ, nhưng bọn hắn cũng rất giật mình, không nghĩ tới người giống như mình nhiều như vậy. Bọn hắn liếc nhìn nhau, tiếp tục lặn xuống. Lăng Hàn nhìn thấy, hiện tại chính là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, phần lớn người đều bị ký hiệu mơ hồ bao vây, chống cự lấy áp lực của nước hồ, cũng có số ít thì giống Lăng Hàn, nữ hoàng, vô cùng bình tĩnh, tạo ra một cái hộ thuẫn, lấy lực lượng bản thân liền có thể chống cự. Những ký hiệu hiển hóa kia, hiển nhiên là thiên tôn ký tự, hơn nữa không phải bảy viên truyền thế, mà là từ con đường khác đạt được, uy lực mạnh hơn mới có thể trèo chống bọn hắn tới đây nhưng càng làm cho Lăng Hàn để ý là những người không có hiển hóa ký hiệu. Không cần thiên tôn ký hiệu cũng có thể chống đỡ đến nơi này. Vì cái gì, Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng, nữ hoàng thì nhìn Lăng Hàn gật gật đầu, chỉ sợ mấy người này cũng nắm giữ lực lượng đặc thù của mấy vị diện, nếu không làm sao giải thích. Giống nữ hoàng, tiến hóa lũy thừa của nàng cũng chỉ 11, lại có thể dung nạp 100 vị diện, ở trong đó mặc dù có lý luận của ngõ lý, Lăng Hàn trợ giúp, nhưng vẫn phải nói, khó khăn như vậy cũng không phải là cao đến không thể phòng chế. 8.000 trường, 9.000 trường, đến nơi này, lại có mấy người bị đào thải, chỉ còn lại có cảnh huyền đan, thạch trung hà, sư mộng ngọc lại thêm lăng hàn cùng nữ hoàng. Ừm, cảnh huyền đan, thạch trung hà, sư mộng ngọc cũng kinh ngạc nhìn lăng hàn cùng nữ hoàng, hai người này đến đây còn chưa sử dụng thiên tôn ký hiệu, hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân chống đỡ. Xem ra, đây là nhân vật giống như bọn hắn, vậy thì nhìn xem, ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Đám người tiếp tục lặn xuống, nhưng một ngàn trượng cuối cùng lại áp lực to lớn, chẳng những đạt đến nhị bộ, hơn nữa còn là nhị bộ hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, ngay cả nữ hoàng cũng không thể không vận chuyển thiên tôn ký hiệu, đối kháng áp lực đáng sợ. Không có cách, nữ hoàng chỉ là nhất bộ sơ kỳ, không sử dụng bí pháp là không thể nào đối kháng chiến lực của nhị bộ hậu kỳ. Không chỉ nữ hoàng, Cảnh Huyền Đan, Thạch Trung Hà, Sư Mộng Ngọc cũng vận chuyển thiên tôn ký hiệu, bằng không thì bọn hắn nhịn không được áp lực như vậy. Phải biết Bọn người cảnh huyền đan, thạch trung hà ở nơi này không biết bao nhiêu năm, khẳng định tu cảnh giới đến đỉnh phong, như thế vừa so sánh, cũng có thể thấy được bọn hắn dung nạp lực lượng vị diện không nhiều bằng nữ hoàng. Bọn hắn rốt cuộc rơi xuống đáy hồ, chỉ thấy nơi này chính là một phế tích, khắp nơi là vết tích sau chiến đấu. Nơi này có rất nhiều thi thể, to đến như núi, đang nằm lấy để cho người ta hoàn toàn nhìn không qua, có thì như người thường, nhưng phát ra khí tức không hề yếu, để cho người ta rung động đây đều là thi thể của tam bộ thiên tôn trải qua vô số năm y nguyên còn không hư thối tựa như vừa mới chết đi vết thương trên người vẫn còn có máu tươi thiên tôn ký hiệu đâu bọn hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng chỗ nào cũng không có vết tích của thiên tôn ký hiệu a à, trước đó ở trên mặt hồ cũng có thể nhìn thấy sao hiện tại chỗ nào đều không thấy thiên tôn ký hiệu kia cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy mà là ở sau khi trên hồ dậy sóng chờ một chút xem lang hàn nhìn nữ hoàng nói Nữ hoàng gật đầu, cái ký hiệu này xuất hiện xác thực cần điều kiện. Bọn hắn chờ, nhưng người nào cũng không có cách lâu dài vận chuyển thiên tôn ký hiệu, bởi vậy, lang hàn liền để nữ hoàng trước nổi lên bờ. Nữ hoàng rời đi, mấy người cảnh huyền đan cũng đi theo rời đi, bỗng cậy mạnh cũng không có chút ý nghĩa nào. Trường 3135, khe nứt, lang hàn thì vẫn đi lại ở đáy hồ, một là nhìn xem tình huống cụ thể, hai là tìm xem có thiên tôn bảo khí hay không. Nơi này năm đó có không ít tam bộ thiên tôn, có được thiên tôn bảo khí cũng không phải sự tình ly kỳ. Hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng tam bộ thiên tôn dưỡng thành bảo khí tự nhiên đã sớm thông linh, chủ nhân vừa chết, bọn chúng sẽ tự động rời đi, có lẽ trực tiếp hóa đạo, biến thành hình thái lúc ban đầu, chờ đợi chủ nhân mới trọng luyện chúng nó, lại chinh chiến một thế. Cũng có ngao du ở giữa thiên địa, khả năng có một ngày có thể đản sinh ra linh trí chí chân chính, có được sinh mệnh chân chính. Cho nên, trừ khi thiên tôn bảo khí bị đánh nổ, không thì khó mà phát hiện thiên tôn bảo khí tồn tại, nhưng vấn đề là tam bộ thiên tôn còn không có năng lực làm hỏng thiên tôn bảo khí đây là sự tình ít nhất phải lục bộ thiên tôn mới có thể làm đến hắn ở nơi đó tiếc hật nhưng lại không biết những người ở trên mặt hồ kia lại sắp biên mất rồi gia hỏa này thực sự là người sao người khác toàn lực ứng phó lại vận chuyển thiên tôn ký hiệu mới có thể chịu đựng được nhưng thiên tôn ký hiệu mới mấy cái lại có thể vận chuyển bao lâu nhưng lang hàn ở dưới chờ đợi bao lâu hơn nữa hắn căn bản không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu lại có thể làm đến sự tình mà những người khác không cách nào làm được, có thể không khiến người ta chấn kinh sao. Thực lực của người này đến cùng đã cường đại đến mức nào. Lăng Hàn chuyển hai vòng, phát hiện một khe nứt, khe hở này rất thần kỳ, rõ ràng thủy áp lớn như vậy, lại giọt nước cũng không lọt, Lăng Hàn muốn đi vào, lại phát hiện một cỗ áp lực cường đại đánh tới, để tốc độ của hắn lập tức chậm lại, sau đó như tiến lên trong vũng lầy, lại không cách nào tiến một bước. Chẳng lẽ, phía dưới này mới thật sự là thiên tôn mộ? thiên tôn ký hiệu cũng là từ khe nước này lộ ra, cho nên mới sẽ không trọn vẹn, lại thêm nước hồ dung chuyển, mới mơ hồ không rõ. Lăng Hàn không ngừng nếm thử, muốn đi vào khe nước, nhưng mỗi chen về phía trước một phần, áp lực sẽ tăng thêm một phần, thật giống như mới đầu chỉ có 10 tên tam bộ thiên tôn liên thủ ngăn cản hắn, sau đó gia tăng đến 15, 20, 50, ngay cả hắn cũng nhịn không được. Hắn lắc đầu, về tới trên bờ. a à, các người đây là thế nào? Lăng Hàn nhìn hai bên một chút, chỉ thấy phần lớn người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình giống như hắn biến thành quái vật gì vậy tất cả mọi người im lặng người biết mình đã làm gì sao cường đại đến không có thiên lý lang hàn nói tình huống một lần tất cả mọi người lộ ra vẻ hưng phấn nếu như có thể tiến vào khe nứt như vậy bọn hắn liền có thể thu được thiên tôn ký hiệu mấy người nguyên ứng long cũng rất hưng phấn mặc dù bọn hắn trước đó lo lắng hãi hùng nhưng bây giờ cũng nhìn thấy chỗ tốt lang hàn nhìn bọn hắn một chút Tin tức như vậy không có dấu giếm bọn hắn, là bởi vì trước đó đã đáp ứng cùng Nguyên ứng Long chung một chỗ hành động. Nhưng hắn cũng nhìn thấy khuyết điểm trên người Nguyên ứng Long, để hắn không muốn làm bạn. Đây là một lần cuối cùng, xem như trả ân tình trước đó của Nguyên ứng Long. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ có chờ. Lại hơn 10 ngày, đám người phát hiện đáy hồ có hào quang sáng trói phóng lên trời, sau đó mặt nước lại bắt đầu hạ xuống. Không có bao nhiêu thời gian, mặt hồ liền hoàn toàn biến mất, một chút xíu vệt nước cũng không có, đứng ở đáy hồ phóng nhãn dò xét, đây chính là một bình nguyên cự đại. Đi, đám người nhao nhao hạ thân hình xuống, đều muốn trước chiếm tiên cơ. Đám người lăng hàn cũng hành động, nhảy vào đáy hồ. Nơi này có đại lượng thi thể của tam bộ thiên tôn, tạo thành uy áp kinh người, đây cũng không phải lực lượng, mà là một loại thần hồn áp chế, bởi vậy ngoại trừ tam bộ thiên tôn có thể không bị ảnh hưởng chút nào, mặc kệ là nhất bộ hay nhị bộ, đều cảm giác được một cỗ áp lực. Chuẩn thiên tôn cùng tiên vương tầng 9 thì không cần nói, căn bản không có cách tiếp nhận mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng là đi về phía khe hở kia rất nhanh liền tới được địa phương lăng hàn tiến lên trước xem xét quả nhiên áp lực ở khe nước biến mất đa tạ sau lưng truyền tới một thanh âm lăng hàn quay đầu nhìn lại kia là cảnh huyền đan có cái gì phải đa tạ lăng hàn hỏi cảm ơn người thay bản tôn tìm được cửa vào cảnh huyền đan nói lăng hàn cười ha ha một tiếng người cảm thấy có thể dinh ánh sáng của ta đừng tưởng rằng trước đó ngươi có thể chiếm được chút thượng phong, chiến lực liền trên ta. Cảnh huyền đan từ tốn nói, lộ ra cực kỳ tự tin. Bản tôn cũng cảm ơn, lại có một người xuất hiện, thành quang khải, xoát, bóng người thứ ba rơi xuống, kia là sử vũ viễn. Đón lấy, càng nhiều cường giả cũng đến, như sư mộng ngọc, thạch trung hà, còn có mấy cường giả tầng thứ năm, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm lăng hàn. Dù chỗ đặc thù này không phải đối thủ của Lăng Hàn, nhưng thiên tôn ký hiệu khả năng gần ngay trước mắt ai có thể lui về ha ha không cần vào lúc này gây xung đột a sư mộng ngọc giảng hòa dù sao thiên tôn ký hiệu vừa mới xuất thế người người đều có thể phỏng đoán không bằng mọi người liên thủ lang hàn hơi trầm ngâm cười nói tốt xác thực như sư mộng ngọc nói thiên tôn ký hiệu xuất thế người người đều có thể phỏng đoán nhưng một khi bị tập được cũng chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ những người khác cũng không có dị nghị cái này không phải còn chưa có nhìn thấy thiên tôn ký hiệu sao, bọn hắn đương nhiên sẽ không vội vã xuất thủ. Tất cả mọi người tiến vào khe nứt, mặc dù áp lực nhỏ đi rất nhiều, nhưng y nguyên vẫn còn, người thực lực yếu căn bản là không có cách thông qua. Khe nứt rất dày, bọn hắn tiến lên, lực cản cũng càng lúc càng lớn, nhưng còn ở trong phạm vi đám người có thể chịu đựng. Chỉ một nén hương thời gian, khe nứt sẽ chấm dứt, phía trước xuất hiện một không gian thật lớn, mà đầy đất đều là thi thể, nhiều đến để cho ra đầu người ta tê dại đây mới là chiến trường chân chính của năm đó. Số lượng thi thể lấy mấy chục vạn mà tính, nhiều đến kinh người. Đám người đều buông ra thần thức, lập tức tiến hành tìm kiếm thiên tôn ký hiệu. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ, cũng to đến kinh người, lại thêm thi thể đầy đất, có một loại ức chế không nói ra được. Trường 3136, một cơ hội. Lăng Hàn nhíu mày, trước đó có quái vật thiên tôn cấp giết ra, vậy có phải còn quái vật sót lại hay không, hay là... Chỉ là một bộ phận trong đó, Lúc nào cũng có thể xuất hiện Có phải lo lắng còn có dương nhiệt cuồng loạn khác hay không Nữ hoàng nói Lăng hàn gật đầu Nơi này có khả năng xuất hiện không gian hỗn loạn Nếu quả thật có dương nhiệt của cuồng loạn Như vậy chính là chiến lược tam bộ Không thể không đề phòng Mặc dù hắn cũng có chiến lược tam bộ Nhưng nếu lơ là sơ suất Bị đánh lén Nói không chừng thật có khả năng nuốt hận Bọn người vũ hoàng gật đầu Nơi này cũng chỉ có lăng hàn chiến lược đạt đến tam bộ Những người khác căn bản không có cách đối kháng Bọn hắn đi một lúc, nhưng nơi này ngoại trừ thi thể, vẫn chỉ có thi thể, lại nào có thiên tôn ký hiệu gì. Thiên tôn ký hiệu đâu, có người nói, có chút lo lắng, oanh, có người xuất thủ, oanh mở đống thi thể, muốn xem ký hiệu có chôn ở phía dưới hay không. Có người dẫn đầu, những người khác cũng xuất thủ theo, bành bành bành, thi thể đầy trời bay múa, phần lớn đều là cuồng loạn quân, nhưng cũng có một chút người hy sinh của viêm xương vị diện năm đó, cũng bị không chút lưu tình đánh bay. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, thi thể của cuồng loạn quân còn chưa tính nhưng người hy sinh vì viêm xương vị diện cũng bị đối đãi như thế vậy thì có chút quá đáng hơn nữa lăng hàn mở miệng lớn tiếng nói dừng tay nơi này nói không chừng còn có dư nghiệt của cuồng loạn nhưng không có người nghe thiên tôn ký hiệu quá trọng yếu ai cũng muốn là cái thứ nhất đạt được thi thể còn bay loạn sắc mặt của lăng hàn không khỏi lạnh lẽo hắn không cho phép những người này ô nhục di thể tiên hiền banh đột nhiên có một bóng người phóng lên trời tản mát ra xu thế bá đạo tuyệt luân. Đây cũng không phải thi thể, cũng không phải người tiến vào nơi này, mà là một lang nhân cao tới 10 trượng, tiến hóa ra hai tay hai chân, nhưng y nguyên giữ một cái đầu sói, chỉ là trên lưng lại mọc ra hơn 100 xúc tu, để cho người ta nhìn xem liền kinh hoàng. Cuồng loạn tạo vật, lang hàn lập tức thầm nói, nhiều tay, nhiều chân, nhiều mắt. Đặc điểm tạo vật của cuồng loạn chính là một loại khí quan nào đó số lượng cực nhiều, mà lang nhân này phù hợp đặc thù đó, Bất quá ở trong đại quân cuồng loạn, sói chính là sói, sẽ không trở thành lang nhân, hiện tại đây là một con lang nhân, mặc dù toàn thân vẫn bao trùm lấy lông tóc, lại phát tán ra quang mang trí tuệ. Thiên tôn là tồn tại cỡ nào, sau khi thoát ly cuồng loạn trưởng khống, rất dễ dàng liền sinh ra trí tuệ của mình. Lang nhân này trước đó một mực chôn ở dưới đống thi thể, thẳng đến có người quét bay đống thi thể kia, hắn mới từ phía dưới bay vụt ra. Dương nhiệt của cuồng loạn, giết, đám người đều phát hiện, Ai cũng đồng loạt ra tay, muốn oanh sát lang nhân này. Chậm đã, lang nhân phát ra thần thức ba động, bản tôn đã sinh ra trí tuệ, không hề bị cuồng loạn trưởng khống, nguyện cùng các người chống cửa cuồng loạn. Hư, yêu nghiệt chi ngôn cũng có thể tin tưởng, thạch trung hà cười lạnh, đã tế ra một thanh kiếm, điên cuồng chém về phía lang nhân. Hắn vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, chẳng những tế ra thiên tôn bảo khí, đồng thời còn vận chuyển thiên tôn bảo thuật, ra chỉ thiên tôn ký hiệu, thôi phát chiến lực đến cực hạn muốn bằng tốc độ nhanh nhất đánh giết đầu lang nhân này. Đối phó dư nghiệt của cuồng loạn tự nhiên không cần nói quy củ gì, sư mộng ngọc cảnh huyền đan. Còn có cường giả tầng thứ ba, ai cũng tiến lên, vận chuyển ra toàn bộ thực lực. Mặc dù lang nhân kia là tam bộ cấp bậc, nhưng nơi này áp chế lực lượng, lại ở số lượng rơi vào tuyệt đối hạ phong, làm sao gánh vác được nhiều cường giả như vậy cuồng oanh loạn tạc, lập tức lộ ra chật vật không chịu nổi. Bang, 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 đúng lúc này, từng đống thi thể tự hành chấn khai, từ phía dưới vọt ra vô số cường giả. Hổ nhân, sư nhân, điều nhân, xà cơ, chỉ ít có trên trăm, tất cả đều là dư nghiệt của cuồng loạn. T, có nhiều như vậy, tất cả mọi người giật mình, người tiến vào nơi này có hạn, bất quá hai mươi mấy cái, chỉ là số lượng liền bị đối phương nghiền ép. Bất quá bọn người cảnh huyền đan, thạch trung hà thì y nguyên chấn định, bọn hắn đều là cùng giai có thể xưng vô địch, không sợ về số lượng thế yếu, chỉ ít không phải hiện tại trên trăm thiên tôn liền có thể ngăn chặn được bọn hắn tất cả mọi người dừng tay lang nhân nhẹ nhàng thở ra nói bản tôn vừa rồi nói chữ chữ đều thật mặc dù chúng ta là cuồng loạn tạo ra nhưng cũng chỉ là công cụ chiến tranh của nó có thể tùy ý hy sinh bất quá chúng ta mở ra linh trí liền không muốn hiệu lực cho cuồng loạn khát vọng duy nhất chính là tự do cho nên đừng bước chúng ta đối địch với các ngươi đám người cảnh huyền đan nhìn nhau một cái đều lắc đầu không phải tộc ta tất có dị tâm tuyệt đối không thể tin tưởng nhưng bọn hắn bây giờ ở số lượng là thế yếu, không ngại trước ổn định đối phương, đợi đại bộ đội tiến vào nơi này, lại chém tận giết tuyệt những dư nghiệt này. a à, vậy các người muốn như thế nào? Thạch Trung Hà hỏi, chúng ta chỉ muốn lặng yên sinh hoạt, thậm chí, chúng ta có thể xuất động một số người gia nhập các ngươi chống cự cuồng loạn, mỗi qua vạn năm sẽ thay phiên một lần. Sư nhân mở miệng nói, nó vốn có 19 cái đầu, nhưng có 7 cái bị chém rụng, vết thương y nguyên rất mới có thể làm cho nó mấy kỷ nguyên cũng không khôi phục thương thế, người xuất thủ tất nhiên vô cùng cường đại. Hiu 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 hiu, lại có mấy thân ảnh rơi xuống, lại là đại năng đến từ tầng thứ năm, như thân phi, vũ phong còn có. Hà lập quần, cường giả tới càng ngày càng nhiều, đám người tự nhiên lực lượng càng ngày càng đủ, hiện tại bọn hắn đã không sợ đánh một trận, bởi vì chiến đấu như vậy tất nhiên sẽ tạo thành động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn người phía trên tới, đến lúc đó chỉ là trên trăm dư nhiệt của cuồng loạn, không phải trong nháy mắt liền bị dọn sạch sao? Mấy vị đại nhân, các người thấy thế nào?" Thạch Trung Hà nhìn về phía bọn người thân phi, thân phi lập tức cười lạnh, "Muốn những súc sinh này gia nhập chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ muốn ở thời điểm cuồng loạn phát động công kích, đến cái nội ứng ngoại hợp sao? Giết, giết chết toàn bộ." Câu nói này vừa ra, chừng trăm dư nghiệt của cuồng loạn ai cũng trong hai mắt toát ra sát khí. Chương 3137, thông đồng với địch chi tội. Ngươi muốn giết ta? Vậy ta đương nhiên không có khả năng ngửa cổ đợi chết, cùng lắm thì liều cá chết lưới rách." Lăng Hàn nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy nói: "Các vị, những người này đã sinh ra linh trí của bản thân, sao không cho bọn hắn một cơ hội?" Cuồng loạn chế tạo ra tất cả đều là tử sĩ, chỉ biết chiến đấu, hung hãn không sợ chết. Mục đích của nó cũng không phải thống trị toàn bộ nguyên thế giới, mà là muốn thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới, hóa thành một bộ phận của mình thân thể. Ở dưới điều kiện tiên quyết này, chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ phản kháng nó nếu không thật đến ngày nguyên thế giới hủy diệt, ta còn có ta sao, hay ta vẫn là ta sao? Giảo bước tiến lên thiên tôn, liền siêu việt thiên địa, đã vượt ra hồng trần, tự do tự tại cỡ nào, ai nguyện ý làm một linh kiện trong thân thể cường giả khác, tùy thời có thể xóa đi. Cho nên, Lăng Hàn tin tưởng những dư nghiệt của cuồng loạn sinh ra ý thức bản thân này, bọn hắn nhất định không cam tâm trở về thân thể cuồng loạn, lại thay đối phương quên mình phục vụ. Đối với cuồng loạn mà nói, nó căn bản không quan tâm vật mình tạo, mục đích là dùng để chiến đấu, tiêu hao cường giả của viêm xương vị diện, cuối cùng hoàn thành mục tiêu thông vệ viêm xương vị diện của nó. Hư, người biết cái gì, lập tức có đại nhân vật trợn mắt nhìn lăng hàn, người đây là muốn thông đồng với địch sao. Hà Lập Quần thì lành lạnh nói, hắn muốn cho lăng hàn một cái thiên đại tội danh, như vậy khi hắn rời đi nơi này, liền có thể đường đường chính chính xuất thủ với lăng hàn. Cái đề tài này cực kỳ mẫn cảm, lập tức để cường giả tầng thứ năm dùng ánh mắt lành lạnh nhìn về phía lăng hàn, ngay cả đám người sư mộng ngọc, thạch trung hà cũng thần sắc bất thiện. Ở trong lịch sử dài rằng giặc, xác thực không thiếu thiên tôn tham sống sợ chết, đảo hướng cuồng loạn, bọn hắn cùng cuồng loạn quân trong ứng ngoài hợp, để đại quân của viêm xương vị diện tổn thất nặng nề. Cho nên, đám người hận nhất chính là người thông đồng với địch, một khi phát hiện, chém. Nguyên ứng long vội vàng mang theo tiểu đệ thối lui, cùng lăng hàn bảo trì khoảng cách tuyệt đối, chứng minh cùng lăng hàn không có quan hệ. Cái khác còn có thể trước chịu đựng, trở về sẽ cùng lăng hàn mỗi người đi một ngả nhưng sự tình thông đồng với địch quá trọng đại nếu hắn còn không tranh thủ thời gian cùng lăng hàn phân rõ giới hạn như vậy bị diệt chung một chỗ cũng không có người thay hắn kêu oan đây là tối kỵ tuyệt đối tối kỵ thật to gan vũ phong cũng nhìn chằm chằm lăng hàn ở trong mắt tứ bộ thiên tôn lăng hàn thiên tài yêu nghiệt đi nữa đó cũng là tiểu nhân vật viêm xương vị diện không thiếu thiên tài nhưng người thông đồng với địch phát hiện một cái liền phải diệt trừ một cái tuyệt không nhân nhượng Lăng Hàn cười ha ha, các người con mắt nào nhìn thấy ta thông đồng với địch. Những người này rõ ràng là muốn thoát ly cuồng loạn, hướng tới quang minh, vì cái gì không cho bọn hắn cơ hội. Một ngày là tặc, cả đời là tặc, thân phi lạnh lùng nói, lộ ra khinh thường. Lăng Hàn chỉ vào thân phi, ngươi mới là tặc, cả nhà ngươi đều là tặc, thân phi không khỏi thức điên, tại sao có thể có ra hỏa vô lại như vậy, hảo hảo nói chuyện làm sao lại đột nhiên mắng chửi người. Nếu như đây là ở tầng thứ năm, hắn khẳng định trực tiếp một tay đập chết lăng hàn chỉ là nhất bộ cũng dám lớn lối như thế đây là đại bất kính nhưng bây giờ hắn chỉ có nhẫn vung tay áo lên không nói thêm gì nữa lăng hàn người cũng không nên phá hỏng đại thể hà lập quần lành lạnh nói hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chém dụng một thiên kiêu có rất nhiều đại nhân vật bảo bọc lăng hàn a thế nhưng mà nếu trên lưng lăng hàn có tội danh thông đồng với địch vậy còn có đại nhân vật nào sẽ thay hắn nói chuyện chu hằng sở hảo hay Lâm lạc, một cái cũng sẽ không. Lăng Hàn nhìn về phía Hà Lập Quân, lấy lòng dạ như người thế mà cũng có thể tiến lên tứ bộ, thật đúng là để cho ta lấy làm kinh hãi. Hà Lập Quân không khỏi sắc mặt thối hắc, đây không phải chỉ vào cái mũi của hắn nói hắn không đủ tư cách làm tứ bộ thiên tôn sao. Nhưng nghĩ đến Lăng Hàn là yêu nghiệt cùng dai vô địch, hắn cũng chỉ có cố nén. Không có việc gì, tất cả mọi người đều khó chịu Lăng Hàn, chỉ cần hắn trở thành người thông đồng với địch, hắn chính là toàn dân công địch vị tiểu huynh đệ này có trí tuệ như vậy, vì sao các ngươi không thể có chút độ lượng? Trong dương nhiệt của cuồng loạn, một người bảy nhân nói, nó là tam bộ thiên tôn, gọi lăng hàn một tiếng tiểu huynh đệ tự nhiên đã là nâng hắn. Cùng những xúc sinh các ngươi giảng độ lượng, vũ phong cười lạnh, vậy làm sao xứng những huynh đệ đã chết kia của chúng ta? Hiu hiu hiu, lại hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống, cái khe nước kia cũng không phải bí ẩn. Hơn nữa chỉ cần lực lượng đạt tới nhất bộ hậu kỳ liền có thể cưỡng ép chen tới, bởi vậy, theo thời gian trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều. Song phương yêu khuyết đã cân bằng, tin tưởng không bao lâu nữa, bên viêm xương vị diện sẽ chiếm thượng phong, thượng phong tuyệt đối, ưu thế áp đảo. Khí thế của đám người không khỏi cường thịnh, hiện tại dù cho khai chiến bọn hắn cũng không sợ. Chư vị, chúng ta rất có thành ý. Xà cơ nói, nàng nửa người trên là người, nửa người dưới thì vẫn là xà thể, nhưng không thể che giấu nàng yêu mị phong tình, để cho người ta nhìn liền tim đập thình thịch. Rất có thành ý đúng không? Vũ Phong gật đầu, vậy các người thúc thủ chịu trói đi, đây mới thật sự là thành ý. Những người kia há sẽ đáp ứng, ai cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, bọn hắn đã hết lời, nhưng muốn sống sót khó khăn như thế sao? Các ngươi nhất định phải dồn ép không tha sao? Hổ nhân bốn đầu lành lạnh nói, ha ha, lộ ra chân diện mục A, Thạch Trung Hà cười to, không phải tộc ta khẳng định không có lòng tốt. Động thủ đi, Phú Phong nói, bọn hắn đã có hơn 80 người, ở trên nhân số chỉ có chút thế yếu, hoàn toàn có thể khai chiến hai bên lập tức dương cung bạt kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chậm, Lang Hàn đứng ra, vì cái gì không cho lẫn nhau một cơ hội. Người 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 người, hắn tùy ý chỉ mấy người. Các người có thể bảo đảm mình ở sau khi chiến đấu kết thúc sẽ không chiến tử. Mấy người kia đều im lặng, cái này sao có thể bảo đảm. Chúng ta muốn đánh chính là một trận chiến tranh lâu dài, cho nên, mỗi một phần lực lượng đều phải tranh thủ. lang Hàn lại nói, chương 3138, vị diện lại trùng vị một ngươi quả nhiên đầu hàng địch hà lập quần lành lạnh nói lăng hàn cười ha ha đứng giữa hai bên nhân mã tốt a à, hôm nay ai muốn xuất thủ trước hết bước qua cửa của ta lăng hàn tất cả mọi người nói tâm tính khác nhau ngươi thật muốn vì cuồng loạn hiệu mệnh cảnh huyền đan lạnh lùng hỏi lăng hàn lắc đầu ta không vì ai hiệu mệnh ta chỉ muốn đoàn kết hết thảy lực lượng đối kháng cuồng loạn càng không muốn nhìn thấy trận chiến đấu vô nghĩa này để chính chúng ta đổ máu mất mạng vậy thì không có chuyện gì để nói vương hướng vinh lắc đầu sát khí như rực. hiu 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 lập tức liền có mấy người đồng thời xuất thủ giết về phía lăng hàn hà lập quần vương hướng vinh bách lý ca cảnh huyền đan căn bản là cường giả trong hiện bảng của từng cấp độ những người này liên hợp xuất thủ chiến lược vô cùng kinh khủng lăng hàn hừ một tiếng đấm ra một quyền bành mấy người kia đồng thời bay ngược căn bản không phải đối thủ ở chỗ này tu vi áp chế chiến lực của hắn có thể đạt tới tam bộ đỉnh phong, ai có thể đánh thắng được hắn. T, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, cái chiến lược này cũng quá kinh khủng đi. Hiện tại có thể hảo hảo nghe ta nói chưa? Lăng Hàn chắp tay, ánh mắt đảo qua, ngay cả nhị bộ thiên tôn cũng không tự chủ được trái tim rụt lại. Lăng Hàn, người thực sự muốn cùng thiên hạ là địch sao? Hà Lập Quần bị té rất nặng, hắn một bên nghiến răng, một bên nhìn Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đừng thiếp vàng trên mặt mình, người còn đại biểu không được thiên hạ. Hà Lập Quần cắn răng, hắn là tứ bộ thiên tôn, phóng tới vị diện trung cấp chính là tồn tại trí cao, làm sao lại không thể đại biểu thiên hạ. Hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều người tiến vào, để người bên viêm xương vị diện đạt đến 200, đã ở số lượng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đối phó người thông đồng với địch, không cần nói quy củ gì, cùng tiến lên. Thân Phi nói, đi đầu bước ra, ở dưới thân Phi dẫn đầu, tất cả mọi người không tự chủ được nhấc chân tiến lên tứ bộ thiên tôn a đại nhân vật như vậy mở miệng ai dám làm trái đây là các người ép chúng ta dư nhiệt của cuồng loạn các cũng nhao nhao đi về phía trước cùng lăng hàn sóng vai hình tượng này cực kỳ không phù hợp trong một đám dị loại lăng hàn lại đứng chắp tay rõ ràng dáng người nhỏ đến thương cảm lại như hạc giữa bầy gà vô cùng đột xuất lăng hàn quay đầu là bờ sư mộng ngọc còn khuyên đừng cùng hắn lãng phí thời gian đây là hắn tự tìm hà lập quần không nhịn được nói Hiu hiu hiu, lại có mấy chục người tiến vào, để số lượng cường giả của viêm xương vị diện đạt đến 300, ở trên lực lượng áp chế, 300 đối 100, đây là ưu thế gần như nghiền ép. Chú ý, sư nhân 12 đầu đột nhiên nói. Chú ý cái gì? Bỗng nhiên, đại địa đột nhiên rung động, ông, một đạo quang hoa từ lòng đất dâng lên, màu vàng kim tràn ngập, lực lượng thiên địa lập tức trở nên vô cùng bắt ngát. Thiên tôn ký hiệu, a, à, lực lượng của bản tôn khôi phục, lực lượng áp chế biến mất. Tất cả mọi người kinh hô, nhị bộ, tam bộ thiên tôn trong nháy mắt liền khôi phục toàn lực, nhưng tứ bộ thiên tôn vẫn phải nhận áp chế, chỉ có thể phát huy ra lực lượng của tam bộ. Không gian trùng vị, chúng ta bây giờ là ở tầng không gian thứ tư. Nơi này đều là người thông minh, lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Ha ha ha, Hà Lập Quần cất tiếng cười to, hắn lạnh lạnh nhìn về phía Lăng Hàn, mặc dù lực lượng áp chế còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng hắn đã có được lực lượng tam bộ, muốn trấn áp Lăng Hàn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn, ra nhận lấy cái chết, lấy lớn hiếp nhỏ, không cảm thấy vô sỉ sao?" Sư nhân 12 đầu nói, hắn bước ra một bước. "Đến, bản tôn làm đối thủ của ngươi." Oanh, lực lượng trong cơ thể hắn cũng cuồn cuộn mà động. Không chỉ hắn, dị loại khác cũng buông ra lực lượng, khí tức kinh khủng lập tức như biển động. Tất cả mọi người biến sắc, mới ý thức tới không gian này trùng vị, lực lượng áp chế biến hóa đến tầng thứ tư, những dị loại này cũng khôi phục hoàn toàn lực lượng. Hơn nữa bọn hắn chừng 100 người toàn bộ đều là tam bộ A, không giống bên viêm xương vị diệt, trong 300 người có hơn 250 người là nhất bộ. Tứ bộ thiên tôn, ở chỗ này, tứ bộ thiên tôn chịu áp chế, trước đó chỉ có thể làm nhất bộ, hiện tại cũng chỉ là tam bộ, chỉ mấy người như vậy mà thôi, làm sao có thể thay đổi xu thế yêu khuyết. Sắc mặt của Hà Lập Quần lập tức khó coi, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, hiện tại số lượng ưu thế đã không dùng được, người ta có trăm tam bộ cấp, bên bọn hắn, bất quá hai ba mươi người, hơn nữa không có khả năng lại tăng thêm. Lang Hàn cười cười, không cần, loại cặn bã này, ta có thể giải quyết. Hắn đi về phía trước mấy bước, Hà Lập Quần, cho ngươi một cơ hội, đến chiến. Hả, nào chỉ là Hà Lập Quần, tất cả mọi người đều sững sờ, ngươi thật cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao. Hiện tại không gian trùng điệp, lực lượng nơi này áp chế nới lỏng đến tam bộ, ngươi một nhất bộ thiên tôn, thực lực cũng sẽ không tăng lên, sao có dũng khí khiêu chiến. Hà Lập Quần có chút xấu hổ, ứng chiến, hắn là lấy lớn hiếp nhỏ, không ứng chiến. Hắn ngay cả nhất bộ thiên tôn khiêu chiến cũng không dám tiếp. Nhưng hắn lập tức hừ một tiếng, chỉ cần đánh lăng hàn thành phản đồ thông đồng với địch, cái kia có quan hệ gì đâu. Giết phản đồ, người người đều có trách nhiệm, hắn nhanh chân mà đi, bước tới lăng hàn. Sư nhân 12 đầu nhướng mày, tiểu hữu không sao cả, lăng hàn khoát khoát tay, dưới tứ bộ hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đây chính là người tự tìm, hà lập quần xuất thủ, bắt tới Lăng Hàn. Hắn thấy, dưới một chảo này Lăng Hàn khẳng định là dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn ngưng quyền, đáp lễ về phía Hà Lập Quần. Bành, một kích đối oanh, đại thủ của Hà Lập Quần lập tức bị đánh nát. Ngô, Hà Lập Quần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đưa tay xem xét, lòng bàn tay đã xuất hiện một vết máu. Mặc dù trước đó bàn tay chỉ là lực lượng của hắn ngưng tụ, nhưng bị Lăng Hàn một kích đánh nát, lực lượng phản phệ, lại chấn thương tay của hắn. Cái gì, tất cả mọi người ngốc trệ, chỉ là nhất bộ thiên tôn. Làm sao có thể có được chiến lược tam bộ, chẳng lẽ hiện tại không gian lại trùng vị, một lần nữa về tới nhất bộ. chương 3139, vị diện lại trùng vị 2. Nhưng mà, mấy tên cường giả nhị bộ, tam bộ, tứ bộ kia lại trên mặt động dung, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, chiến lược của mình đã khôi phục đến trạng thái hoàn toàn, hoặc là bị ép đến tam bộ. Như vậy, hoặc là hà lập quần căn bản không có vận dụng toàn lực, hoặc chính là lang hàn có được chiến lược tam bộ cấp, bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng cái trước nếu không lăng hàn cường đại đến bọn hắn không thể tin được không thể lý giải ngươi hà lập quần chỉ vào lăng hàn biểu lộ trên mặt hắn rất đặc sắc không nghĩ tới ngươi chẳng những không có phế bỏ ngược lại tiến thêm một bước yêu nghiệt đến tình trạng như vậy nhất bộ liền có được lực lượng tam bộ thật làm cho người không thể tin được bớt nhiều lời có dám chiến hay không lăng hàn lạnh lùng nói lần này là sinh tử chiến Trước đó hắn dù sao không có một lý do tốt nào chém Hà Lập Quần, nhưng gia hỏa này nói xấu hắn thông đồng với địch, để Lăng Hàn không cách nào khoan dung. Ám tiễn đả thương người, phẩm cách quá thấp, Hà Lập Quần hít một hơi thật sâu, tốt, chiến, hắn sẽ ở một kích trước ăn thiệt thòi, đó là bởi vì hắn quá coi thường Lăng Hàn, cái này cũng bình thường, ai có thể nghĩ tới nhất bộ thiên tôn có thể mạnh như thế, nhưng hắn là tứ bộ, dù bị áp chế đến tam bộ, nhưng chiến lực tuyệt đối là tam bộ đỉnh tiêm. Sẽ thua Lăng Hàn hắn không tin hắn ở nhất bộ đã thua lăng hàn một lần nếu là ở tam bộ còn không dám ứng chiến vậy hắn liền thực sự không cần làm người hắn lần nữa giết ra tấn công về phía lăng hàn rầm 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 hai tay của hắn huy động liên tục từng đạo quang đoàn từ trong tay hắn đánh ra cổng oanh loạn tạc lăng hàn không sợ nghinh tiếp nghịch quang đoàn thẳng hướng hà lập quần hai người giết tới phụ cận lập tức triển khai kịch chiến lần này hà lập quần xác thực không thua lực lượng của hắn đạt đến tam bộ đỉnh phong mà lăng hàn cũng chỉ tam bộ khả năng còn không có đạt tới tam bộ đỉnh phong đối oanh khẳng định là hà lập quần chiếm ưu thế quả nhiên trong kịch liệt đối oanh lăng hàn rõ ràng kém một chút nhưng thế yếu không phải rất lớn mọi người đều ngạc nhiên hà lập quần mạnh như vậy tự nhiên nằm trong dự liệu tứ bộ ép đến tam bộ không mạnh mới lạ nhưng lăng hàn chỉ là nhất bộ a hắn dựa vào cái gì mạnh như vậy ba người cảnh huyền đan sư mộng ngọc thạch trung hà thì khóe miệng co giật Bọn hắn đại khái đoán được nguyên nhân Lăng Hàn có thể cường đại như thế, cái kia chính là đối phương ở lúc chuẩn thiên tôn rút ra không chỉ một lực lượng độc hữu. Kỳ thật cũng không phải Lăng Hàn là người thứ nhất có ý nghĩ như vậy, muốn dung hợp càng nhiều lực lượng vị diện, võ đạo trải qua nhiều năm phát triển, tự nhiên sớm đã bị nghiên cứu ra các loại khả năng. Nhưng mà, trước mọi người đều là gặp một cái bình cảnh không cách nào đột phá, chính là dung hợp lực lượng vị diện số lượng có hạn, người nhiều nhất cũng chỉ đạt đến hơn 900, không người nào có thể phá ngàn. Giống bọn hắn đều dung hợp mấy chục lực lượng vị diện, miễn cưỡng có thể vượt qua nhất bộ chiến đấu, nhưng thiên tài giống bọn hắn lại như lông phượng sừng lân, mỗi một cấp độ đều là top 100 trên hiện bảng. Phóng tới nguyên thế giới, bình quân một vị diện cũng không được chia một cái, có thể thấy được nhân số rất ít. Lang hàn đến cùng dung hợp bao nhiêu lực lượng vị diện? Không ai tin tưởng, nhưng mọi người đều biết, số lượng này nhất định nhiều đến kinh người, nếu không tuyệt không có khả năng để một nhất bộ thiên tôn có được lực lượng tam bộ. Mặc dù Hà Lập Quần không có thể dung hợp được hai lực lượng vị diện trở lên, nhưng sau khi hắn thành tựu tam bộ nghe nói qua còn có thể lấy phương thức như vậy để bản thân trở nên mạnh mẽ, bởi vậy hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến bí mật lang hàn cường đại như thế. Trong lòng hắn ngạc nhiên, càng nói với mình, nhất định phải thừa cơ hội này xử lý lang hàn, nếu không, chờ ra hỏa này tiến lên nhị bộ, vậy coi như không có lực lượng áp chế, hắn cũng không cách nào chỉnh đốn được lang hàn. Cho nên, đây là cơ hội duy nhất, giết hắn tế ra thiên tôn bảo khí, đây là một cây trường thương, hắn quét ngang, oanh, trên thân thương có bảy ký hiệu phát sáng. Đây là thiên tôn ký hiệu, ám nguyệt thương, hắn khẽ quát một tiếng, đâm ra một thương, toàn bộ thiên địa đều trở nên ảm đạc, nhưng phía sau hắn lại dâng lên một mặt trăng ám sắc, tản mát ra khí thức yêu dị. Hắn toàn lực ứng phó, thiên tôn bảo thuật, bảo khí, ký hiệu toàn bộ dùng ra, muốn trong thời gian ngắn nhất chân áp lăng hàn. Lăng hàn cũng tế ra tiên ma kiếm, giết tới hà lập quần thiên tôn bảo khí va chạm, đồng dạng còn có hai người vận chuyển bảo thuật, đều tách ra lực lượng cường đại nhất của bản thân. Mặc dù Hà Lập Quần là tứ bộ thiên tôn, nhưng bản thân lại chỉ nắm giữ bảy thiên tôn ký hiệu truyền thế mà thôi, hắn vận chuyển từng cái, cùng ký hiệu trên thân thương cộng minh, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ cần có được thiên tôn bảo khí, làm sao có khả năng không nắm giữ bảy ký hiệu truyền thế này? Hắn chiếm được tiện nghi sao? Hai người không ngừng đối oanh, Hà Lập Quần căn bản chiếm không được thượng phong, mà thiên tôn ký hiệu có thể phóng năng lượng thời gian lại có hạn. Sau 7 canh giờ, Hà Lập Quần liền không cách nào vận chuyển thiên tôn ký hiệu, chiến lực cấp tốc rơi xuống. Đặt ở phần lớn thời điểm, cái này cũng không quan trọng, có thể rất khẳng định nói, chín thành chín thiên tôn chỉ nắm giữ 7 ký hiệu truyền thế này, mà như Vũ Hoàng, dị. Bởi vì bản thân không có thiên tôn bảo khí, ngay cả 7 cái ký hiệu truyền thế này cũng không có nắm giữ. Nhưng lang Hàn khác biệt, hắn ở thời điểm trở thành nhất bộ thiên tôn liền được một ký hiệu tàn phá, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng uy năng lại vượt qua bảy ký hiệu truyền thế kia. Ông, khi chiến lực của Hà Lập Quần sụt giảm một mảng lớn, chiến lực của Lăng Hàn lại tăng lên, bởi vì hắn vận chuyển ra ký hiệu tàn phá, bị hắn xưng là ký hiệu thứ 8. Này lên kia xuống, chiến lực nguyên bản cân bằng lập tức xuất hiện cách xa to lớn. Bang, Lăng Hàn một kiếm chém qua, mặc dù Hà Lập Quần lấy ám nguyệt thương ngăn cản, lại căn bản ngăn không được lực lượng của Lăng Hàn, bị một kích đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn dưới chân di chuyển, nhanh chóng truy đuổi hắn không ngừng xuất kiếm đinh ninh đinh, đinh hà lập quần chống đỡ nhưng mỗi tiếp một chiêu sắc mặt của hắn đều kịch biến chỉ cảm thấy ngực như sôi khó chịu không cách nào hình dung